chương 361, tình yêu đích thực của U Dương Hảo, thế thì để em mời là được mà. Em mời hai người tới khách sạn năm sao, chúng ta đừng ăn ở đây, để truyền ra ngoài sẽ thành trò cười cho người khác mất. Âu Dương Hạo vừa nói vừa kéo Đỗ Nguyên Lương và Diệp Thu đứng dậy rời đi. Thưa anh, bia của các anh đây. Mà đúng vào lúc này. Một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên bên tai ba người. Nghe thấy lời này, ba người đều vô thức quay đầu lại nhìn, Trước mắt họ là một cô gái để tóc dài, mặc váy hoa nhí dài màu trắng, cả người toát lên vẻ trong sáng của thiếu nữ, cô đang vất vả ôm một két bia đứng sau lưng ba người. Cô gái trong khoảng tầm 18-19 tuổi, gương mặt không phải kiểu quá xinh đẹp quyến rũ, cũng không trang điểm, nhưng lại rất thuần khiết. Đôi mắt đen láy to tròn, trong vắt như mặt hồ nước, không một chút tạp chất. Audio điện tử võ tấn bền Nụ cười của cô còn trong sáng hơn, khiến người ta có cảm giác vô cùng thoải mái như đang tắm gió xuân không kiềm được muốn đến gần cô làm quen với cô trong cái thế giới coi trọng vật chất này một cô gái thuần khiết và trong sáng như thế thật sự không có nhiều đôi mắt âu dương hạo lập tức phát sáng nói thật làm một công tử phong lưu có tiếng bình thường anh ta có thể nói là không thiếu gái theo anh ta và diệp thu hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau diệp thu là kiểu người trung thủy trừ lâm thanh nhã ra thì không tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào hết. Nhưng anh ta thì là kiểu sẵn sàng nhận hết. Số lượng bạn gái mấy năm nay của anh ta không đến 100 thì cũng phải có 80. Loại mỹ nữ nào anh ta cũng đều từng chơi qua. Thậm chí là nữ minh tinh hạng nhất đang nổi cũng có quan hệ mập mờ với anh ta. Tuy nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên anh ta gặp một cô gái thuần khiết đến nhường này nó khiến trái tim đã đóng băng nhiều năm của anh ta dường như bắt đầu đập trở lại anh ta rung động rồi đúng chính là rung động trước đây có nhiều bạn gái như thế siêu mẫu cũng có minh tinh cũng có anh ta đều chỉ ôm tâm trạng chơi đùa thôi chứ chưa bao giờ nghiêm túc cả nhưng cô gái thuần khiết trước mắt này anh ta chỉ vừa liếc qua trái tim đã nhảy nhót điên cuồng cứ như có bé nai con chạy loạn bên trong vậy cảm giác này anh ta chỉ từng cảm nhận được ở mối tình đầu, đã rất 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 lâu rồi anh ta chưa có cảm giác này. Nhưng hiện tại, giữa quán ăn vỉa hè ven đường vừa bẩn vừa loạn như thế này, một cô gái thuần khiết bình thường như thế, lại khiến anh ta cảm nhận được cảm giác này. Không thể không nói, định mệnh quả là một thứ rất kỳ diệu. Trong phút chốc, đôi mắt Âu Dương Hạo chỉ tập trung nhìn chăm chăm một điểm, đôi con người chỉ muốn dính luôn lên người con gái nhà người ta ánh mắt trắng trợn của anh ta khiến mặt cô gái cũng đỏ bừng, cô vội vàng thả két bia xuống rồi đi mất. Ê, người ta đi rồi, đừng nhìn nữa. Diệp Thu hua hua bàn tay trước mặt Âu Dương Hạo, giọng điệu không vui nói. Hệ hệ hệ, Âu Dương Hạo cười nhe hết cả răng ra ngoài rồi ngồi phịch xuống ghế. Thấy thế, Diệp Thu cũng nghiền ngấm cười một tiếng, trêu chọc nói cậu muốn đi cơm mà. Cậu bảo chỗ này vừa bẩn vừa loạn, muốn đi khách sạn năm sao cơm mà sao lại không đi nữa thế? khổ khổ, làm gì có ạ. À? thật ra bây giờ tự dưng em thấy cái bàn này, không gian này, phong cảnh này, còn cả cô gái đó, à ầm, đều rất tốt. Âu Dương Hạo giả bộ ho khan hai tiếng, cười ngượng ngùng nói: tôi thì thấy là cậu thấy sắc nảy lòng tham thì có. Diệp Thu lắc đầu, cười rồi nói: lão đại, anh không thể nói em thế được. lần này em thật sự gặp được tình yêu đích thực đấy âu dương hạo đột nhiên nghiêm túc trịnh trọng nói thôi đi lời này tôi nghe cậu nói không dưới trăm lần rồi lần nào gặp được phụ nữ đẹp cậu cũng nói thế này diệp thu lườm âu dương hạo không hài lòng nói trước đây đều là gặp dịp thì chơi thôi chứ em có thật lòng đâu nhưng lần này em thề tuyệt đối là nghiêm túc nếu không cả đời này em sẽ không lấy được vợ âu dương hạo vội vàng nói đủ rồi cậu ăn chơi thì cũng nên có chừng mực tôi nói cho cậu biết cậu chơi đùa với đám minh tinh, siêu mẫu đấy, tôi không có ý kiến, nhưng đừng có gây họa cho con gái nhà người ta, hơn nữa, nhìn là biết cô gái này thuộc dạng con gái ngoan ngoãn, cậu đừng có hại đời người ta. Diệp Thu lên tiếng cảnh cáo trước, anh quá hiểu thằng nhóc Âu Dương Hạo này rồi, thằng nhóc này đúng là một playboy hàng thật giá thật, thích nhất là đi trêu hoa gẹo nguyệt, hơn nữa còn có mới nới cũ. Tốc độ thay bạn gái của cậu ta bình thường đều không quá 3 tháng một cô nếu âu dương hạo muốn theo đuổi đám minh tinh kia thì tất nhiên diệp thu sẽ không có ý kiến dù sao cũng không phải hạng tốt lành gì dù có bị thương cũng chẳng sao nhưng còn cô gái này nhìn qua là biết đây là kiểu con gái ngoan ngây thơ thuần khiết diệp thu thật sự không muốn để cô lọt vào tay âu dương hạo lão đại sao anh lại không tin em chứ lần này em gặp được tình yêu đích thực thật đấy chính là cô gái này cô ấy có thể khiến trái tim em rung động hơn nữa em đảm bảo với anh Em tuyệt đối không chơi đùa với cô ấy, em sẽ lấy cô ấy, em sẽ để cô ấy trở thành vợ mình, em sẽ để cô ấy làm mẹ của con em, em sẽ nắm tay cô ấy đến già." Âu Dương Hạo vô cùng nghiêm túc nói. Dáng vẻ tình sâu nghĩa nặng chân thành này khiến Diệp Thu cũng phải sửng sốt. Lần này thằng nhóc này rung dinh thật đấy hả? Mà trong lúc Diệp Thu đang phân vân, cô gái kia lại bưng một đĩa lớn thịt dê xiên đến, cô đặt lên bàn rồi nhỏ giọng nói, "Xiên thịt dê của các anh đây ạ." À? nói xong cô xoay người định đi ấy em đợi chút âu dương hạo vội vàng nói dạ có việc gì sao ạ à? cô gái quay lại thắc mắc hỏi em biết không lúc nãy em bưng bia đến đã lấy trộm mất của anh một thứ khóe môi âu dương hạo cong lên nở một nụ cười vô cùng đẹp trai nói trộm đồ không phải em em không trộm gì hết biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái hơi thay đổi cô không biết nên làm thế nào nói không 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 thứ em lấy trộm chính là trái tim anh âu dương hạo mỉm cười nói nghe xong cô gái sững sờ một lúc sau mới bình tĩnh lại được gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cô vội quay người chạy mất thấy một màn này diệp thu cũng bất đắc dĩ lắc đầu anh quay sang nhìn âu dương hạo nói sao cậu vừa mở miệng đã nói một đống lời buồn nôn thế hả không sợ dọa chạy người ta à hề hề lão đại anh không hiểu đâu một cô gái trong sáng như thế chắc chắn chưa từng trải qua mấy chuyện tình yêu tình báo, em làm thế mới có thể để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô ấy, khiến cô ấy nhớ kỹ em. Âu Dương Hạo cười khi, vô cùng đắc ý nói. Nhưng cậu dọa người ta sợ rồi, để xem lát nữa người ta còn dám nói chuyện với cậu không. Diệp Thu cạn lời nói. Anh yên tâm, đợi cô ấy đến là được, em còn có hậu chiêu. Âu Dương Hạo tự tin nói. Chỉ chốc lát sau. Cô gái lại bưng đĩa lạc qua. Âu Dương Hạo vẫy tay với cô gái, vừa định nói gì đó. Tuy nhiên, cô gái đặt đĩa xuống thì lập tức quay đi luôn, hoàn toàn không cho Ân Dương Hạo cơ hội nói chuyện. "Ơ, khoan đã, đừng đi mà." Âu Dương Hạo vội đứng dậy, tiếp tục vẫy tay với cô gái. Nhưng cô gái quay lại thấy Âu Dương Hạo đứng dậy, tưởng anh ta muốn đuổi theo mình, cô sợ đến nỗi mặt trắng bệch, vội vàng chạy luôn. Chương 362, gã khốn ngạo mạn. Gã đàn ông tóc vàng cũng đã uống hơi nhiều, hai chân đứng không vững, đi trên đường mà cứ như bay. Lại thêm dáng người anh ta vừa gầy vừa thấp. Cô gái va vào như thế, anh ta lập tức ngã nhào xuống đất. Choang. Tiếng chai bia vỡ tan tành vang lên. Trong phút chốc thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong đó có cả ông chủ quán đang nướng thịt. Còn cô gái, lúc này cô cũng đang sợ đến ngẩn người. Con mẹ nó. Sau khi ngã xuống, gã đàn ông tóc vàng trợn trừng mắt lườm cô gái, giận dữ quát, mắt mày để làm vật trang trí à? Ích, xin lỗi. Cô gái sợ hãi cúi thấp đầu, cả người run rẩy, vô cùng áy náy nói. Đúng vào lúc này, ông chủ quán cũng bỏ tất cả việc lại vội vàng chạy qua. Dù sao đây cũng là quán của ông ta. Hơn nữa, cô gái này còn là con gái ông nữa. Cô chỉ đến giúp đỡ lúc ngoài giờ học thôi bây giờ xảy ra chuyện thế này người làm bố như ông tất nhiên không thể mặc kệ được cậu à thật sự xin lỗi cậu con gái tôi tay chân vụng về lỡ pha phải cậu thế này đi xiên nướng cậu với bạn cậu ăn hôm nay tôi sẽ miễn phí hết cho cậu thấy thế có được không gương mặt ông chủ quán tràn đầy vẻ áy náy hừ thế thì còn tạm được gã đàn ông tóc vàng khinh khỉnh nói thấy thế ông chủ quán cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó cười nói thế tôi đỡ cậu đứng lên trước nhé trên đất lạnh lắm nói xong ông chủ quán bèn đi tới định đỡ gã đàn ông tóc vàng dậy ông cút sang một bên đi tôi không muốn ông đỡ gã đàn ông tóc vàng bực bội chừng ông chủ quán sau đó chỉ vào cô gái cười đều nói cô ta làm tôi ngã tôi muốn cô ta đỡ tôi dậy rồi xin lỗi tôi thế thì tôi mới bỏ qua được chuyện này chủ quán cũng rất khó xử ông chỉ có thể nhìn con gái và nói dĩnh dĩnh còn mau đỡ cậu ấy dậy rồi xin lỗi người ta đi. Triệu Dĩnh cũng không phải một cô gái không hiểu chuyện. Cô rất ngoan. Hơn nữa cô cũng biết bố mình mở quán buôn bán không dễ dàng gì. Cô gật đầu, bước lên phía trước, vươn tay phải về phía gã đàn ông tóc vàng. Mặt đầy áy náy nói, thưa anh, thật sự xin lỗi anh, anh đứng lên trước đã nhé. Trông thấy bàn tay nhỏ mịn màng của Triệu Dĩnh. Khóe môi gã đàn ông tóc vàng cũng lộ ra ý cười dâm tà. Sau đó gã bắt lấy tay cô gái, Siết chặt đến mức khiến Triệu Dĩnh cảm thấy đau đớn. Nhưng Triệu Dĩnh vẫn nhịn đau kéo gã đứng lên. "Thưa anh, một lần nữa tôi thật sự xin lỗi, ban nãy tôi không cẩn thận, mong anh tha thứ." Triệu Dĩnh ấy náy khom người xin lỗi gã tóc vàng, sau đó định rút tay phải về. Nhưng gã tóc vàng vẫn nắm chặt tay cô, thậm chí cái tay khác cũng sờ lên, vừa vuốt ve vừa lả lơi nói, "Bàn tay bé xinh này đúng là vừa mềm vừa mịn đấy." Nghe vậy, Gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Dĩnh lập tức đỏ lên, cô nghiến răng nói, thưa anh, xin anh bỏ tay tôi ra. Vội cái gì? Mày va vào tao, làm tao ngã rúi rụi như thế, tao sờ tay mày tí thì đã làm sao? Đồ ti tiện này, trước mặt tao mày còn giả vờ ngây thơ cái đéo gì? Gã tóc vàng khinh bỉ nhìn Triệu Dĩnh, giọng điệu vô cùng hùng hồn. Nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi, bố tôi cũng đồng ý miễn phí cho các anh, tôi cảm thấy chúng tôi đã bồi thường thỏa đáng rồi, anh làm thế này không thấy mình quá đáng lắm sao? Triệu dĩnh cao mày tức giận nói. Quá đáng. Tao không lột hết đồ của mày ra ở giữa đường giữa chợ là may rồi đấy. Hơn nữa, bây giờ tao đổi ý rồi. Gã tóc vàng cười đều, gương mặt lộ vẻ dâm ta nói. Muốn tao tha cho mày chứ gì? Tối nay ngủ với tao, rồi chúng ta thanh toán xong. Còn nếu không thì không xong đâu. Nghe vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của triệu dĩnh đỏ như gấc. Cả người phát run vì xấu hổ và giận dữ cô cũng chỉ là một thiếu nữ chưa trải sự đời, đã bao giờ nghe thấy những ngôn từ trần trụi như thế đâu chứ. Anh bỏ tôi ra. Trong giây lát, Triệu Dĩnh lập tức giấy rủa kịch liệt hòng rút tay phải mình về, cách xa gã tóc vàng. Nhưng, cô càng giấy rùa, nụ cười trên mặt gã tóc vàng càng ghê tởm hơn, gã phấn khích tột độ. Cậu ơi, chắc cậu uống say rồi, con gái tôi vẫn còn nhỏ, cậu đừng chấp nhặt với con bé, hay là tôi tặng cậu với bạn cậu thêm ít bia nhé. Chủ quán vội vàng tiến lên hòa giải, ý định khiến gã tóc vàng xuôi giận, để gã buông con gái mình ra. Ông già này, cút ra chỗ khác, hôm nay tao phải sao 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 nó. Gã tóc vàng trợn mắt chừng chủ quán, rồi quay lại dán sát mặt vào mặt Triệu Dính. Nhà nhất nói, cưng à, tối nay cưng chơi với anh một đêm, anh đảm bảo sẽ khiến cưng vui vẻ, hệ hệ hệ. Anh, anh tránh ra. Triệu Dính sợ hãi trước biểu cảm dâm loạn trên mặt gã tóc vàng. Cô vô thức muốn dùng tay trái đẩy mặt gã tóc vàng ra. Kết quả, do cô quá sợ hãi, quá gấp gáp nên không cẩn thận, tay quẹt một cái, móng tay cào vào mặt gã tóc vàng, gương mặt gã lập tức xuất hiện mấy vết xước đỏ tươi. Xoẹt. Gã tóc vàng đau đến suýt xoa, vẻ mặt lập tức xị xuống, gã tức phát điên, trừng mắt nhìn triệu dính, giận dữ chửi, mẹ nó đồ ti tiện này, mày dám cào vào mặt tao hả? Nếu mặt tao có làm sao thì cả nhà mày xong đời rồi. Vừa nói xong, gã tóc vàng giơ tay tát thẳng vào mặt Triệu Dĩnh. Chát, tiếng tát chói tai vang lên. Một dấu tay đỏ ửng xuất hiện lên trên gương mặt trắng nõn của Triệu Dĩnh. Thậm chí nửa bên mặt cũng sắp sưng lên. Đừng thấy gã tóc vàng uống say rồi, đứng không vững mà lầm, lực tay của gã không hề yếu chút nào đâu. Hơn nữa, gã còn là một người đàn ông. Triệu Dĩnh chỉ là một cô gái nhỏ, tất nhiên sẽ không chịu nổi cú tát này. Trong thoáng chốc, Triệu Dính bị tát đến sững sờ, hai mắt cô đỏ lên, nước mắt tuôn rơi không ngừng như chuỗi ngọc trai bị đứt. Con mẹ nó. Âu Dương Hạo ở gần đó nhìn thấy cảnh này, mắt anh ta trợn trừng, phẫn nộ quát, thằng chó này, sao nó dám đánh người trong lòng em chứ? Chết tiệt, để em đánh chết nó. Xuất lời, Âu Dương Hạo lập tức phi tới. Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương thấy thế, hai người nhìn nhau, cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Họ phải ngăn Âu Dương Hạo lại một chút, nếu không, với tính tình của Âu Dương Hạo, tối nay chắc chắn sẽ có người chết. Còn ở bên Triệu Dĩnh, gã tóc vàng thấy Triệu Dĩnh bị mình tát đến phát khóc vẫn không hết giận, gã quát ầm lên, mẹ kiếp chứ đồ đê tiện này, mày lẳng lơ như thế mà còn giả vờ ngây ngô cái gì? Hôm nay tao phải lột sạch quần áo mày trước mặt tất cả mọi người để người ta biết mày lẳng lơ đến mức nào. Nói xong, gã tóc vàng thò tay ra định lột đồ của Triệu Dĩnh xuống dừng lại. Đúng lúc này, chương 363, chỉ là người qua đường thôi, buông cô ấy ra. Âu Dương Hạo trừng mắt nhìn gã tóc vàng, lạnh lùng nói. Ui sợ quá, tao đờ si mày là cái đéo gì? Mày bảo thả là tao phải thả chắc. Mày nghĩ mày là thằng đéo nào? Cút ra chỗ khác, không tao đấm cho mày vãi cứt ra quần giờ. Gã tóc vàng trừng mắt lườm Âu Dương Hạo, khinh bỉ nói. Nghe vậy, ánh mắt Âu Dương Hạo càng thêm lạnh lẽo, anh ta hoàn toàn hết kiên nhẫn để nói nhảm với gã tóc vàng, lập tức thẳng tay cho gã một cái tát. Bốp, một tiếng tát vô cùng rõ ràng vang lên. Tiếng tát này, còn to hơn tiếng tát lúc nãy gã tóc vàng tát triệu dĩnh nhiều. Trong phút chốc, gã tóc vàng bị tát ngu cả người, đầu choáng váng, cả người theo quán tính lùi lại phía sau mấy bước. Một lúc lâu sau, gã tóc vàng mới bình tĩnh lại được, gã hung ác chừng mắt nhìn Âu Dương Hạo, giận dữ quát to, mày dám đánh tao. Mẹ kiếp chán sống rồi hả? Nói xong, gã định xông lên dạy cho Âu Dương Hạo một bài học. Ngay lúc này, Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương đã đuổi kịp đến nơi, đứng cạnh Âu Dương Hạo. Gã tóc vàng thấy thế thì sướng sờ trong chốc lát, sau đó gã nhếch mép cười bất cần, mặt mày đầy vẻ khinh miệt nói, sao đây? Còn có hội nữa à? Ngôn tình tổng tài, muốn ỉ mình đông hơn mà bắt nạt tao ấy hả? Thế thì tao phải để chúng mày nhìn xem, hôm nay rốt cuộc là người của ai nhiều hơn. Nói xong, gã tóc vàng quay đầu về phía bàn gã uống bia với tay, hét lớn nói, các anh em, đừng ăn nữa, tao bị chúng nó bắt nạt đây này, tất cả qua đây hết đi. Gã tóc vàng vừa dứt lời. Bảy gã đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở bàn đó lũ lượt sách theo chai bia với băng ghế ngồi, đứng dậy đi thẳng tới phía sau gã tóc vàng. Mọi người xung quanh thấy thế đều rụt cổ lại, ánh mắt đồng tình đổ dồn về phía ba người Diệp Thu. Bọn họ biết, hôm nay e là ba người này xui tận mạng rồi. Chủ quán sợ tới mức mặt trắng bệch, ông vội bước lên thử giảng hòa, các cậu đừng tức giận, chúng ta bình tĩnh chút nhé, có gì từ từ nói, đừng đánh nhau được không? Ông cút ra chỗ khác, gã tóc vàng đạp ông chủ quán ra, sau đó xách một chai bia ở bên cạnh lên, chỉ vào mũi Âu Dương Hạo, vô cùng ngạo mạn nói, oát con, mày thấy bên tao có bao nhiêu người chưa? nhiều gấp hơn cả đôi so với bên mày đấy, bây giờ tao cho mày một cơ hội, lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao, sau đó để tao dùng chai bia này đập cái đầu của mày, như thế thì may ra hôm nay mày mới có con đường sống, còn không ấy hả, tao sẽ đập dập mặt mày, để đến cả bố mẹ mày cũng không nhận ra luôn. Mày muốn chết hả? Ánh mắt Âu Dương Hạo lạnh lẽo cực độ, anh ta định xông về phía gã tóc vàng. Thấy vậy, Diệp Thu vội ngăn Âu Dương Hạo lại, chỉ vào Triệu Dĩnh nói cậu chăm sóc cho cô bé, đám người này cứ để anh giải quyết. Nghe vậy, Âu Dương Hạo nhìn sang Triệu Dĩnh đứng bên cạnh. Trông thấy Triệu Dĩnh lúc này đang khóc rất thảm thương, khiến người ta đau lòng vô cùng. Âu Dương Hạo cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt, anh ta vội lấy một tập khăn giấy trong túi áo ra, đi qua, đưa cho Triệu Dĩnh một tờ, dịu dàng hỏi em có sao không? Mặt có còn đau không? Nhìn thấy cảnh này, nét mặt gã tóc vàng lập tức xa sầm, gã chửi đồng lên, đệt, nó là hàng tao nhắm trước rồi, mày phắn ra chỗ khác cho tao. Nói rồi, gã tóc vàng định xông về phía Âu Dương Hạo. Nhưng chính lúc này, một bóng người lại đứng chắn trước mặt gã. Không phải ai khác mà chính là Diệp Thu. Thằng quắt này, mày biến ra chỗ khác, không thì coi chừng cái mạng mày đấy. Gã tóc vàng hung tợn chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. Vừa đùa giỡn con gái nhà lành, vừa to mồm đòi giết người, đám thổ phỉ thời xưa chắc cũng giống thế này thôi nhỉ. Diệp Thu liếc mắt nhìn gã tóc vàng, đầy vẻ nghiền ngẫm nói. Mày bảo ai là thổ phỉ hả? Danh con, ăn nói phải biết suy nghĩ, nếu không tao cắt lưỡi mày đấy. Gã tóc vàng trừng Diệp Thu, giận dữ quát. Bây giờ gã đang tức muốn điên lên rồi, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Đừng có hở ra cái là dọa dẫm người khác, lỡ mày không làm được thì sao? Khóe môi Diệp Thu hơi nhếch lên, cười khẩy nói: Mày dám nghi ngờ tao? Mày dám nghi ngờ lời tao nói? Gã tóc vàng vừa nghe vậy thì tức đến mắt long sòng sọc, nghiến răng lạnh lẽo nói: Được thôi, dù gì bọn mày cũng cùng một thuyền một hội, vậy thì xử lý hai thằng chúng mày trước rồi đập chết cái loại không biết tốt xấu kia sau. Nói xong, gã tóc vàng vẫy tay với đám người đằng sau, chỉ vào Diệp Thu, hung ác nói: Đánh cho tao, đánh chết nó, có chuyện gì thì tao gánh đám người trẻ tuổi này cũng đều nốc cồn vào bụng, đầu óc vốn không tỉnh táo, mượn men rượu làm càn, cũng không suy xét nhiều đến thế, bọn họ giơ chai bia trong tay lên sông về phía Diệp Thu. Sư phụ, anh lùi ra sau đi, đám rác rưởi này không cần đến anh phải động tay đâu. Đỗ Nguyên Lương nhìn Diệp Thu, cung kính nói. Ừ, Diệp Thu gật đầu, lùi về phía sau hai bước. Sau đó, Đỗ Nguyên Lương không nhiều lời nữa mà lập tức tiếp đón đám người kia và đây là một trận đấu không cần phải hồi hộp về kết quả. Đỗ Nguyên Lương là ai? Tổ trưởng Tổ Long, chiến thần trẻ nhất hoa hạ. Nghĩ thôi cũng đủ biết thực lực của anh ta khủng khiếp đến mức nào. Năm đó, trong hang ổ của đám tội phạm khủng bố có hơn trăm nghìn người, một mình anh ta cũng có thể giết vào rồi sống sót đi ra. Mà hiện giờ đối mặt với vài tên du côn đầu đường xó chợ đang say rượu. Tất nhiên chỉ vài giây là có thể giải quyết xong bảy người bị đỗ nguyên lương quật ngã sóng xoài trên đất tiếng kêu rên ồn ào vang lên cảnh tượng này khiến tất cả mọi người xung quanh xem bao gồm cả gã tóc vàng đều sững sờ thậm chí bọn họ còn chưa kịp nhận thức được vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn họ chưa kịp nhìn rõ gì bảy người kia đã nằm trên đất hết rồi chuyện này thật sự quá khó tin được đấy nguyên lương xem ra dạo gần đây thực lực lại lên rồi diệp thu nhìn đỗ nguyên lương mặt tán thưởng gật đầu so với sư phụ thì còn kém xa đỗ nguyên lương xoa tóc sau gáy cười nhân răng rất khiêm tốn nói cố lên cậu còn trẻ mà diệp thu mỉm cười sau đó anh quay sang nhìn gã tóc vàng giọng điệu hài hước hỏi bây giờ người của ai nhiều hơn nghe vậy gã tóc vàng không khỏi phát run vội vàng lùi về sau vài bước trợn mắt chừng diệp thu nghiến răng nghiến lợi hỏi, mày, rốt cuộc chúng mày là ai? Chẳng là ai cả, chỉ là người qua đường A tình cờ đến đây ăn xiên uống bia thôi. Diệp Thu trêu đùa nói, chương 364, trùng tóc đỏ. Chủ quán và những người khác nghe đến đây đều thay đổi nét mặt. Hiển nhiên, họ đều đã nghe đến tiếng xấu của tên côn đồ tóc đỏ. Đối với cái tên này cũng rất kiêng kỵ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ đến là, gã tóc vàng thế mà lại là em trai của tên côn đồ tóc đỏ. Chủ quán vội đi tới trước mặt gã tóc vàng, đưa một điếu thuốc cho gã, ái náy nói, thì ra cậu là em trai của cậu trùng sao, ôi, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm thôi, mong cậu đừng trách tội, tôi có quen biết với anh cậu, cậu ấy thường đến quán tôi ăn xiên đấy. Biến ra, đừng thấy sang bắt quàng làm họ với tao, ăn xiên nướng ở chỗ ông thì sao? Đấy là do anh tao giỏi, trên cả cái con đường này, người xếp hàng mời anh tao ăn có rất nhiều ông là cái thá gì hả gã tóc vàng khinh bỉ nhìn chủ quán mặt đầy khinh thường nói việc này hay là thế này cậu có thể nể tình tôi có quen biết với anh cậu xí xóa chuyện này không năm nay lần sau cậu đến ăn tôi sẽ miễn phí hết cho cậu cậu thấy có được không chủ quán cười nịnh nọt thử thương lượng dù sao ông cũng buôn bán trên con phố này mà cả con phố đều do tên côn đồ tóc đỏ bảo kê nếu vì chuyện này mà khiến tên côn đồ tóc đỏ ghi thù vậy sau này chắc chắn ông sẽ không thể tiếp tục buôn bán ở đây nữa cả già trẻ nhà ông đều chỉ trông chờ vào sạp nướng vỉa hè này thôi dù mất hết tất cả cũng không thể mất quán ăn này được vì vậy lúc này ông chỉ có thể hạ mình thật thấp hòa nhã thương lượng với gã tóc vàng muốn biến chuyện này từ to thành nhỏ từ nhỏ thành không có gì cút ra chỗ khác nếu ông nói câu này ngay từ ban đầu thì còn có thể coi như xí xóa nhưng giờ ông đây bị đánh anh em của tao cũng bị đánh ông nghĩ như thế là có thể giải quyết xong mọi chuyện hả lỗ chó cũng đéo có nhẽ gã tóc vàng vô cùng hung hăng nói cậu châm trước cho tôi chút có được không tôi cầu xin cậu chủ quán khổ sở cầu xin châm trước cái con mẹ ông cút ra chuồng gà mà chơi gã tóc vàng hung giữ chừng ông chủ quán giơ tay định cho ông chủ quán một cái tát nhưng đúng lúc này, một bàn tay lớn với sức mạnh khủng khiếp đã tóm chặt cổ tay gã. Khiến cú tát của gã mãi không hạ xuống được. Chủ nhân của bàn tay này không phải ai khác mà chính là Diệp Thu. Quát con, muốn chết hả, bỏ tay tao ra, nếu không, tự chịu hậu quả. Gã tóc vàng trợn trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng quát. Ồ, cho hỏi là hậu quả gì thế? Diệp Thu nhếch mép nở một nụ cười nhìn ngẫm mày có tin tao bảo anh tao dẫn người đi đập chết mày không gã tóc vàng hung tợn nói thế à diệp thu cười khẩy sau đó tay phải dùng sức một tiếng rắc giòn tan vang lên xương cổ tay gã tóc vàng bị diệp thu bóp gãy ngay tức khắc áo ngay lập tức tiếng hét thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết vang vọng khắp cả quán ăn gã tóc vàng đau đến nước mắt lưng tròng một lúc lâu sau gã mới bình tĩnh lại được Gã cố gắng chịu đựng cơn đau kịch liệt, hai mắt trừng thẳng về phía Diệp Thu, giận dữ quát ầm lên, chó chết, tao phải giết mày, mày đợi đấy cho tao, tao bảo anh tao cho người đến, đến lúc đó, không chỉ đập nát cái quán này, tao còn phải bảo anh tao vứt cả ba đứa chúng mày xuống sông làm mồi cho cá. Được thôi, tao đợi mày ở đây." Diệp Thu cười khẩy, sau đó quay sang nhìn chủ quán, bình tĩnh nói, "Ông chủ, chúng tôi còn một đĩa đậu tương, nhớ mang lên nhanh cho chúng tôi đấy." Nói xong, Diệp Thư vẫy tay với Đỗ Nguyên Lương và Âu Dương Hạo, đi thẳng về phía bàn mình ngồi lúc trước. Em tới bàn của bọn anh ngồi một lát đi, em yên tâm, hôm nay có ba bọn anh ở đây, bọn nó tuyệt đối không thể làm hại em đâu. Âu Dương Hạo nhìn Triệu Dĩnh, dịu dàng nói. Triệu Dĩnh cũng đang vô cùng sợ hãi, lúc này cô như một bé thỏ trắng bị kinh hãi quá độ. Sau khi nghe xong đề nghị của Âu Dương Hạo, cô vô thức gật đầu. Cô cũng không biết vì lý do gì, khi ở bên cạnh Âu Dương Hạo, cô lại cảm thấy an tâm một cách lạ thường. Vì vậy, Triệu Dĩnh lập tức đi theo ba người Diệp Thu, quay về bàn lúc trước họ ngồi. Nào, chúng ta làm một chầu trước. Diệp Thu cầm chai bia lên, nhìn Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương, mỉm cười nói. Uống cạn luôn nhớ, không được để lại đâu đấy. Hai người vội vàng cầm chai bia lên, cụm chai với Diệp Thu. Sau đó ba người đều một hơi uống cạn chai bia. Ưc ước ước ước, cả chai bia đều rót vào dạ dày tiếp đó ba người cầm xiên thịt dê lên bắt đầu ăn cả bàn trừ triệu dĩnh vẫn luôn cúi đầu không nói gì ba người họ đều như chưa có gì xảy ra ăn thì cứ ăn mà uống thì cứ uống vui vẻ cười đùa trò chuyện trên trời dưới biển đám người xung quanh thấy vậy đều ngỡ ngàng ba người này hơi bị hồn nhiên quá mức rồi đấy gây sự với em trai của tên côn đồ tóc đỏ bây giờ chắc chắn đám người của tên côn đồ tóc đỏ đã trên đường chạy tới đây rồi thế mà ba người bọn họ lại không mau chạy đi còn có tâm trạng ngồi đây ăn xiên uống bia nữa hả đúng là không biết chữ chết viết thế nào đây mà đợi đến lúc tên côn đồ tóc đỏ đến chắc chắn ba người bọn họ xong đời rồi nghĩ đến đây đám người xung quanh nhìn ba người cuối cùng đều lắc đầu trong mắt bọn họ ba người này hôm nay chắc chắn là rất xui xẻo không bao lâu sau chủ quán bưng một đĩa đậu tương đến bàn của mấy người diệp thu ông đặt đĩa đậu tương xuống bàn sau đó cúi đầu nhìn ba người diệp thu ông nhỏ giọng nói à ừm cảm ơn các cậu hôm nay đã giúp đỡ chúng tôi để con gái tôi bớt phải chịu khổ nhưng tên côn đồ tóc đỏ kia không phải loại thiện nam tín nữ gì cả gã còn có một đám đàn em rất là hung ác nữa bây giờ các cậu đánh em trai gã lát nữa gã dẫn người đến tuyệt đối sẽ không tha cho các cậu hay là các cậu đi mau đi bữa này coi như tôi mời các cậu nghe chủ quán nói vậy diệp thu cũng nhếch mép nở nụ cười đoạn nói nếu chúng tôi đi rồi lát nữa gã cho tóc đỏ gì kia đến tìm ông gây sự thì phải làm sao tôi không sao cùng lắm là giao thêm nhiều phí bảo kê hơn thôi chuyện này có thể cho qua chỉ cần ba người các cậu đi là sẽ không có chuyện gì nữa ông chủ quán rất ngây thơ nói chưa chắc đâu diệp thu lắc đầu cười sau đó, anh nhìn ông chủ quán nói, "Ông chủ, ông cứ yên tâm buôn bán đi, hôm nay có chúng tôi ở đây, đảm bảo ông không xảy ra chuyện gì đâu." "Nhưng các cậu thật sự không sợ trùm tóc đỏ sao?" Gã là một kẻ rất hung ác và tàn bạo. Chủ quán cảm thấy hơi khó hiểu hỏi. "Nghe vậy, Diệp Thu, Âu Dương Hạo và cả Đỗ Nguyên Lương quay sang nhìn nhau, rồi đều lắc đầu cười. "Đùa gì vậy chứ? Ba người bọn họ là ai?" một người là người thừa kế tương lai của danh gia vọng tộc. Một người là chiến thần trong quân đội Hoa Hạ, còn Diệp Thu thì càng không cần phải nói, anh chính là vua của thế giới ngầm. Ba người như thế, sao có thể sợ một tên côn đồ các cái như trùng tóc đỏ chứ? chương 365, phải đi đường vòng trùng tóc đỏ ở trước mặt bọn họ. Mới thật sự là cả con sâu cái kiến cũng chẳng bằng ấy. Chỉ cần hôm nay tên côn đồ tóc đỏ này dám đến, ba người bọn họ chắc chắn sẽ khiến gã phải khóc lóc chạy về nhưng đối với điều này chủ quán lại hoàn toàn không hiểu dù sao ông cũng không biết thân phận của ba người diệp thu ông thấy không thể khuyên nhủ được ba người cũng bất đắc dĩ lắc đầu sau đó ông nhìn cô con gái triệu dĩnh của mình nói dĩnh dĩnh con cầm chìa khóa về nhà trước đi trong nhà an toàn con con không đi đâu triệu dĩnh lắc đầu gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch nói lúc này cô cảm thấy ở bên cạnh Âu Dương Hạo an toàn hơn. Trừ nơi này ra, cô không dám đi đâu hết. Cái con bé này, sao lại không nghe lời vậy chứ? Chủ quán thấy thế cũng cau mày, mặt mày đầy suốt ruột nói. Ông bảo Triệu Dĩnh mau chóng về nhà, cũng là vì muốn bảo vệ Triệu Dĩnh. Vì trực giác mách bảo ông rằng, lát nữa chắc chắn sẽ nổ ra một trận đấu hết sức kịch liệt. Nếu Triệu Dĩnh không ở đây, ông sẽ có thể yên tâm hơn nhiều. Đây là điều bản năng nhất mà một người làm cha như ông sẽ nghĩ đến. Ông chỉ muốn con gái mình tránh xa khỏi nguy hiểm. Ông chủ, ông yên tâm đi, con gái ông ở chỗ chúng tôi chắc chắn là an toàn nhất, chỉ cần tôi còn thở, tuyệt đối sẽ không để em ấy phải chịu bất cứ nguy hiểm nào. Âu Dương Hạo vội vàng nhìn ông chủ quán, vỗ ngực đảm bảo. Giọng điệu này vô cùng lịch sự và lễ phép. Dù sao, bất kể nói thế nào thì sau này đây cũng là bố vợ của anh ta tất nhiên anh ta phải có thái độ tốt một chút việc này ông chủ quán nhíu mày cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài quay người rời đi hết cách triệu dĩnh không muốn đi ông cũng không thể xông lên vác con bé đi được thôi đành được đến đâu tính đến đó vậy ông đã chuẩn bị xong rồi nếu lát nữa tình hình xấu đi ông sẽ báo công an cùng lắm là trở mặt hẳn với đám người của tên côn đồ tóc đỏ sau này không bày quán ở phố này nữa dù thế nào cũng không thể để con gái ông phải chịu tổn thương thêm nữa. Đây là giới hạn cuối cùng của một người bình thường, một người cha bình thường như ông. Gã tóc vàng đứng cách đó không xa nhìn ba người Diệp Thu vừa nói vừa cười, trong mắt cũng lóe qua ánh sáng lạnh, gã nghiến răng, hung ác nói, "Hừ, chúng mày cứ tiếp tục đắc ý đi, đây sẽ là bữa tối cuối cùng của chúng mày, đợi lát nữa anh tao đến, chúng mày chết chắc rồi." Đến lúc đó, tao không chỉ cho người dỡ bỏ cái quán rách nát này mà còn phải đánh gãy chân ba đứa chúng mày nữa. Còn con nhỏ kia, đợi tao chơi chán, tao sẽ bán nó vào nightclub, đợi đấy, tất cả chúng mày đợi đấy cho tao. Cứ như vậy, đại khái qua tầm khoảng 10 phút. Hai chiếc xe van trắng dừng lại trước quán ăn. Mọi người ngồi đây, trong đó có cả ông chủ quán thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Vì họ đều biết hai chiếc xe van trắng này đây chính là xe của đám côn đồ tóc đỏ kia bình thường hai chiếc xe này thường xuất hiện trên phố ăn vặt này hầu hết người ở đây đều từng nhìn thấy bây giờ cả hai chiếc xe đều đến cả tức là tên côn đồ tóc đỏ thật sự đến rồi rất nhiều người đều vội vàng cúi đầu chỉ sợ bị sờ đến chủ quán lập tức rút điện thoại ra chuẩn bị báo công an cửa xe mở ra một gã đàn ông trẻ tuổi nhuộm một quả đầu đỏ rực miệng ngậm tăm xỉa răng dẫn đầu bước từ trong xe ra đằng sau gã còn có một đám người đầu nhuộm đủ màu trông vô cùng sặc sỡ tay cầm gậy bóng chày chẳng qua lúc này mặt mũi đám người này đều sưng phù xanh tím trông như vừa bị đập một trận ấy đương nhiên đây không phải là trọng điểm một đám người nhiều như thế dù là vẻ ngoài thế nào thì chỉ riêng việc bọn họ đứng đó thôi đã khiến người ta cảm thấy rất áp lực rồi gã tóc vàng thấy thế lập tức phấn khích vô cùng, gã vội chân chó chạy tới đón họ, mặt cười nịnh nọt nhìn gã tóc đỏ nói, anh ơi, cuối cùng các anh cũng đến rồi. Hiển nhiên, người đàn ông tóc đỏ này chính là anh trai của gã ta, cũng là trùm của phố ăn vặt này, trùm tóc đỏ. Mẹ kiếp, là thằng không muốn sống nào đánh chú. Tao không đến muộn chứ. Tên côn đồ tóc đỏ mặt xa sầm chửi mắt hỏi. Không muộn, không muộn. Gã tóc vàng vội lắc đầu, sau đó, Gã nghiến răng nói: "Anh, lần này anh nhất định phải giúp em xả cơn tức này. Anh nhìn em bị chúng nó đánh này, tất nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là rõ ràng em đã báo tên anh rồi mà chúng nó vẫn dám làm như không biết, tiếp tục hành hung em, đây không phải là đánh em mà là đánh vào mặt anh." "Mẹ kiếp, bây giờ chúng nó đều ngạo mạn như thế hả? Trên phố này còn có ai dám coi khinh trùng tóc đỏ tao hả? Đúng là không biết tốt xấu." Nét mặt tên côn đồ tóc đỏ xấu đi trông thấy sau đó gã chỉ vào đám người sau lưng mình, vô cùng tự tin nói, yên tâm, lần này tao dẫn đến toàn là mấy thằng đàn em giỏi đánh đấm nhất, có thể nói là kinh nghiệm đầy mình, tuyệt đối có thể đập bầm dập đám người chú nói, đánh cho bố mẹ nó cũng không nhận ra luôn. nghe vậy, gã tóc vàng cũng vội nhìn về phía đám người tên côn đồ tóc đỏ chỉ, nhưng sau khi trông thấy vết thương trên mặt họ, gã sừng sốt, nghi ngờ hỏi, sao mặt mũi bọn họ đều sưng phù thế à? hôm nay bọn họ đánh nhau với ai sao? Nghe thấy câu hỏi này. Khóe miệng tên côn đồ tóc đỏ cứng đờ, biểu cảm trên mặt cũng hơi mất tự nhiên, rồi gã thở dài, bất đắc dĩ nói, đừng nhắc đến nữa, chiều nay giúp anh siêu dậy dỗ một người, kết quả gặp ngay phải một kẻ tàn nhẫn, phải trả giá lớn trong tay hắn, bọn tao đều bị dậy dỗ một trận. Thật ra, tên côn đồ tóc đỏ này chính là tên côn đồ các kẻ tóc đỏ mà hồi chiều nay Lý Siêu gọi đến để xử lý Diệp Thu. Còn đám người sau lưng gã cũng là đám đàn em gã dẫn theo lúc đó. Nhưng kết quả lại là tất cả đám đàn em của gã đều bị Diệp Thu đánh cho một trận, thậm chí chính gã còn bị Diệp Thu ném vào thùng rác ven đường. Sau khi ra được, gã mất một tiếng đồng hồ nôn mửa vì kinh tởm, thậm chí bữa tối cũng không có tâm trạng ăn. Vốn chuyện mất mặt như thế gã cũng chẳng muốn nói. Nhưng gã tóc vàng là em trai gã, nên gã cũng không giấu giếm làm gì. Sao cơ? Tất cả các anh đều bị người đó đánh á? Sao người đó khủng khiếp quá vậy? Sắc mặt gã tóc vàng thay đổi, kinh ngạc đến sững sờ nói. Thì đấy, cứ phải gọi là bố của khủng luôn, nên là, sau này vẫn đừng nên gây sự với loại người hung ác như thế thì hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 366, mày chọc phải họa lớn rồi có biết không? Bọn nó ở kia. Gã tóc vàng vội chỉ về phía bàn ba người Diệp Thu nghiến răng nghiến lợi nói anh trông bọn họ ngạo mạn chưa kìa đánh em xong không chỉ không chạy mà vẫn ngồi đấy ăn xiên rõ ràng là không coi anh ra gì nghe xong sắc mặt tên côn đồ tóc đỏ lập tức thay đổi gã nhìn theo hướng ngón tay gã tóc vàng chỉ nhưng vì lúc này diệp thu ngồi ở hướng quay lưng lại với bọn họ nên tên côn đồ tóc đỏ trong chốc lát cũng không nhận ra diệp thu là ba cái thằng không biết tốt xấu kia hả được chú mày yên tâm hôm nay nếu anh chú không cho bọn nó một trận thì bao nhiêu năm lăn lộn coi như phí công. Tên côn đồ tóc đỏ cười khẩy, hung hăng nói. Anh cả ngầu đét, anh cả đỉnh nhất. Gã tóc vàng vô cùng ngưỡng mộ gào lên. Khiến nụ cười đắc ý trên mặt tên côn đồ tóc đỏ cũng càng phô trương hơn. Vốn hôm nay gã chịu thiệt trong tay Diệp Thu, đâm ra đang nghẹn một bụng lửa giận. Bây giờ vừa hay có ba thằng, xui xẻo, đụng phải hỏng súng của gã. Tất nhiên gã sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để xả giận này. Gã đã quyết định, phải xả gấp đôi cơn uất ức phải chịu trong tay Diệp Thu hôm nay lên người ba thằng này mới được. Nếu không, khó mà giải được mối hận trong lòng. Sau đó, tên côn đồ tóc đỏ vẫy tay, dẫn theo người, khí thế hùng hổ bước về phía bàn của ba người Diệp Thu. Trên đường đi, những nơi họ đến, các vị khách đang ăn đều lũ lượt cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng tên côn đồ tóc đỏ, chỉ sợ rước họa vào thân điều này cũng khiến nụ cười trên mặt gã tóc đỏ càng thêm rõ ràng hơn. Bây giờ gã có cảm giác như mình là một vị hoàng đế đang bệ vệ nhìn xuống chúng sinh vậy. Ánh mắt sợ hãi của mọi người khiến gã vô cùng hưởng thụ. Trong mắt gã, lát nữa người đánh em trai gã nhìn thấy mình, có lẽ cũng sẽ sợ tới mức quỳ xuống ngay lập tức. Nghĩ đến đây, gã tóc đỏ nở nụ cười khinh miệt, loạn trà loạn choạng đi tới chỗ cách ba người Diệp Thu không xa, dừng lại, vô cùng kiêu căng ngạo mạn nói, "Này, ba thằng chán sống kia, đến em trai của trùm tóc đỏ tao mà chúng mày cũng dám đánh, chúng mày ăn gan hùm mật gấu đấy hả? Còn không mau cút lại đây, dập đầu nhận sai với em trai tao." Gã vừa nói xong, Diệp Thu đang ăn xiên nướng cũng nhíu mày. Vì anh thấy giọng nói này hơi quen tai, hình như anh đã nghe ở đâu đấy rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thu vô thức quay đầu lại nhìn. Cùng lúc này, tên côn đồ tóc đỏ còn đang tiếp tục huynh hoang nói, đúng là tao đã từng thấy những thằng không sợ chết nhưng tao chưa thấy thằng nào lại không sợ chết đến mức như bọn mày đấy, dám đánh người của tao trên địa bàn của tao, hôm nay, dù có là ông trời đến đây cũng không cứu nổi chúng mày đâu, mau cút qua đây cho tao, nếu không, tao sẽ tuy nhiên, gã còn chưa nói xong. Chính vào lúc này, Diệp Thu quay đầu lại, trong giây lát, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tên côn đồ tóc đỏ cả người sướng sờ, con người như muốn rơi khỏi trong mắt, lời sắp nói ra lập tức bị dọa nghẹn lại trong ít hầu. Dù sao buổi chiều vừa mới bị Diệp Thu cho một trận, gã nhớ kỹ diện mạo của Diệp Thu hơn bất kỳ ai hết. Lúc này, tất nhiên chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay, mà cái liếc mắt này cũng khiến gã sợ chết lên được. Tao định con nhà bà mệnh, sao lại có thể gặp phải kẻ hung ác này ở đây chứ? Chết tiệt lẽ nào đây chính là duyên phận đặc biệt trong truyền thuyết? Có thể đen hơn nữa không? trong một ngày hai lần liên tiếp gặp phải cùng một kẻ hung ác, còn nảy sinh mâu thuẫn nữa. Ông trời ơi, ngài muốn chơi chết con chắc, vào lúc này, tên côn đồ tóc đỏ thật sự sắp khóc đến nơi rồi. Còn Diệp Thu cũng sửng sốt. Hiển nhiên, anh cũng không ngờ là còn có thể gặp được tên côn đồ các kẻ tóc đỏ này ở đây. Anh nở nụ cười dữ tợn. Diệp Thu hỏi với vẻ mặt nghiền ngấm, ôi, là cậu à, sao? Còn muốn vào thùng rác ăn rác tiếp không? vừa nghe đến đây tên côn đồ tóc đỏ lập tức sợ đến mức cả người không khỏi phát run gương mặt lập tức trắng bệch nhưng gã tóc vàng bên cạnh lại không biết ẩn tình trong đó vẫn hung ác chừng diệp thu to mồm quát quát con mày mẹ kiếp muốn chết phải không dám nói chuyện với anh tao kiểu đó tao thấy hôm nay mày thật sự không muốn ra khỏi con phố này nữa rồi cái thằng chán sống này mày rước phải họa lớn rồi đấy có biết không hả gã vừa nói xong sắc mặt tên côn đồ tóc đỏ đều tái mét. Mẹ kiếp, tao mới thấy qua hố cha hố mẹ chứ chưa từng thấy qua ai hố anh em như mày đâu. Mày nói thế khác nào đẩy anh mày vào chỗ chết hả? Lúc này, tên côn đồ tóc đỏ chỉ muốn đạp chết cái thằng em chuyên gây rắc rối cho gã thôi. Tuy nhiên, gã tóc vàng vẫn không tự biết mình, rất huynh hoang nói, danh con, nếu mày muốn sống thì mau quỳ xuống xin lỗi tao đi, thế thì may ra chúng mày còn có thể có một con đường sống, nếu không ấy hả, tao sẽ bảo anh tao, bốp. Đột nhiên, một tiếng tát vang dội vang lên. Tên côn đồ tóc đỏ mạnh tay tát cho thằng em tóc vàng của mình một phát. Cái tát này khiến gã tóc vàng ngơ cả người, mấy giây sau, gã mới hồi hồn lại, tay ôm mặt, nhìn anh trai mình, mặt đầy khó hiểu hỏi anh, anh đánh em làm gì? Đánh chúng nó cơ mà. Tao đúng là muốn đánh cái thứ chán sống mày đấy. Tên côn đồ tóc đỏ hung ác chừng gã tóc vàng, sau đó còn khuyến mãi thêm một cái đạp nữa. Áo! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gã tóc vàng bị đạp ngã lăn ra đất. Nhưng tên côn đồ tóc đỏ vẫn không hết tức, gã liên tiếp đạp thằng em tóc vàng thêm mấy cú nữa, vừa đạp vừa chửi, tao đệt con mẹ cái thứ chó má nhà mày, mày mọc mắt làm cảnh à, mày gây sự với thằng nào mà chả được, sao cứ phải dây vào kẻ hung ác như thế làm gì hả, mày cảm thấy mình sống quá lâu rồi à. Nếu mày muốn chết, tao cũng không cản, nhưng mẹ kiếp đừng liên lụy đến tao người xem xung quanh trông thấy cảnh này đều sốc nặng trong đầu toàn là dấu chấm hỏi hiển nhiên họ tạm thời chưa hiểu được tình huống này là thế nào tên côn đồ tóc đỏ không phải anh trai của gã tóc vàng à đây không phải là viện binh gã tóc vàng gọi đến à sao vừa đến đã đè đầu gã ra mà đánh thế này cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu trong ánh mắt đầy hoài nghi của mọi người Tên côn đồ tóc đỏ vội quay lại đi đến trước mặt Diệp Thu. Sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng phịch vang lên. Tên côn đồ tóc đỏ quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, xin tha nói, thưa ngài, là thằng em tôi có mắt như mù, không hiểu quy củ, mạo phạm đến ngài, mong ngài rộng lượng, đừng tính toán với nó. Cảnh tượng này khiến đám người xem vốn còn mờ mịt lập tức chuyển sang trạng thái ngu người luôn. Tình huống gì đây? Trùm phố ăn vặt Đường đường là trùm tóc đỏ mà lại quỳ gối trước mặt kẻ khác. Quan trọng nhất là người này còn vừa đánh em trai gã xong nữa. Thật sự là khó mà tưởng tượng nổi đúng không? Chương 367, cắt đi. Nói thật, ông đã bày quán ở phố ăn vặt này nhiều năm, tính sơ sơ cũng phải ngót nghét gần 5 năm rồi. Vì thế, ông rất hiểu tên côn đồ tóc đỏ này. Kẻ này tuyệt đối là người ngang ngược nhất trên phố ăn vặt này. Ý vào đám đàn em dưới tay làm mưa làm gió ở phố ăn vặt rõ ràng là tiểu thương buôn bán nhỏ trên phố ăn vặt nhưng vì có thể bày quán kiếm tiền ở đây mà không những không được đắc tội gã còn phải lấy lòng đón tiếp nếu không hôm sau gã sẽ dẫn một đám đàn em đến quán đó gã không gây sự cũng không đánh người chỉ để người chặn ở quán ăn đó người muốn đến ăn đều sợ hãi chạy hết khiến cho công việc buôn bán hoàn toàn không thể tiếp tục được Cuối cùng chỉ có thể chịu thua, nộp tiền đuổi người đi. Chuyện như thế, chủ quán đã thấy không dưới 10 lần. Tức nhất là bọn họ hoàn toàn không làm gì được gã. Tóm lại, trên phố ăn vặt này, ai cũng có thể đắc tội, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội tên côn đồ tóc đỏ. Đây là một tên ác ma bá đạo và không nói lý lẽ nhất. Ai đắc tội gã đều không có kết cục tốt. Nhưng hiện tại, tên côn đồ tóc đỏ lại quỳ gối trước Diệp Thu rồi còn xin lỗi nhận sai nữa. Cảnh tượng này khiến ông chủ quán xem mà đờ đẫn. Vì ngày trước đều là người khác quỷ gối nhận sai với tên côn đồ tóc đỏ. Đây là lần đầu tiên ông thấy gã quỷ gối nhận sai với người khác đấy. Chuyện này có hơi khó tin, làm em không hiểu quy củ, chẳng lẽ cậu là anh mà cũng không hiểu sao? Diệp Thu liếc mắt nhìn tên côn đồ tóc đỏ, cười khẩy hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, tên côn đồ tóc đỏ sững sờ, sau đó lập tức hiểu ý của diệp thu ngay tức khắc nghiến răng nhìn đám đàn em sau lưng mình gã chỉ vào gã tóc vàng lạnh lùng nói đánh cho tao đánh đến khi ngài đây hài lòng mới thôi nghe vậy đám đàn em cũng sửng sốt cuối cùng chỉ đành tuân theo mệnh lệnh của tên côn đồ tóc đỏ nhấc gậy trong tay lên cùng nhau đập gã tóc vàng á à, giây phút này cả quán ăn đều vang vọng tiếng kêu gào thảm thiết như tiếng giết heo của gã tóc vàng mọi người trông thấy cảnh tượng trước mắt đều suýt xoa. Dù sao gã tóc vàng cũng bị tận mười mấy người quần ẩu, hơn nữa trong tay đều cầm gậy. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi chứ đừng nói là bản thân người trải nghiệm nó. Chẳng bao lâu sau, gã tóc vàng bị đánh đến bầm dập cả người, mặt mũi sưng phù xanh tím, mồm miệng đều là máu, bò trên đất không động đậy được, trông như một con chó chết. Thưa ngài, ngài thấy thế này đã được chưa? Tên côn đồ tóc đỏ nhìn Diệp Thu, thử thăm dò hỏi. Được rồi, đang ăn uống mà các cậu lại làm máu me be bét thế này, ảnh hưởng hết cả khẩu vị của tôi." Diệp Thu Hờ hững nói. "Đừng đánh nữa." Tên côn đồ tóc đỏ vội xua tay với đàn em của mình, lúc này bọn họ mới dừng lại. Diệp Thu uống một ngụm bia, cúi đầu nhìn gã tóc vàng đã bị đánh đến nửa sống nửa chết, lạnh nhạt nói, "Bây giờ còn chuẩn bị vứt tôi vào sông cho cá ăn nữa không?" Anh vừa nói xong, Gã tóc vàng nằm bò trên đất sợ đến cả người run rẩy, gã vội khóc lóc xin tha nói: "Không, không dám nữa, đánh chết tôi cũng không dám nữa, xin ngài tha mạng cho tôi." "Xin lỗi." Diệp Thu thờ ơ nói. "Xin lỗi, thật sự xin lỗi." Gã tóc vàng vội vã xin lỗi. Hiển nhiên, bây giờ gã có ngu hơn nữa cũng biết mình đã gây sự với một kẻ không thể gây sự rồi. Đến anh gã còn phải quỳ gối với Diệp Thu. Thế thì gã là cái thá gì? lúc này gã tóc vàng vô cùng thành thật chỉ cần có thể sống tiếp bảo gã ăn cứt gã cũng vui vẻ tôi không bảo cậu xin lỗi tôi xin lỗi là phải xin lỗi cô gái này với cả ông chủ quán hiểu chưa diệp thu lạnh lùng nói sao gã tóc vàng ngẩn cả người sao cái con mẹ mày ý mà sao tai mày điếc à mau xin lỗi nhanh lên đệt mợ tên côn đồ tóc đỏ hung dữ chừng gã tóc vàng sốt ruột chửi gã gã hận không thể xin lỗi hộ thằng em ngu ngốc của mình. Nếu như kéo dài thời gian, Diệp Thu lật mặt. Vậy thì hậu quả sẽ rất đáng sợ. Em xin lỗi, em xin lỗi bây giờ đây. Gã tóc vàng vội gật đầu, sau đó cố gắng bỏ dậy, đi tới trước mặt triệu dính, cúi gập người, mặt đầy dây rứt nói, tôi xin lỗi, vừa rồi là tôi sai rồi, tôi không nên động tay động chân với cô, nói những lời bẩn thỉu đó, nếu cô muốn đánh tôi thì đánh đi, tôi sẽ không trốn đâu tôi tôi không muốn thấy anh gương mặt nhỏ nhắn của triệu dĩnh thay đổi sắc mặt cô hơi sợ sệt nói ơ ờ, gã tóc vàng dường như chưa hiểu ý lắm nên có vẻ sừng sốt nghe không hiểu hả em ấy không muốn nhìn thấy mày còn không mau cút đi âu dương hạo trợn mắt chừng gã tóc vàng lạnh lùng nói gã tóc vàng sợ hãi vội lùi sang bên cạnh sau đó nhìn ông chủ quán mặt đầy áy náy nói ông chủ thật sự xin lỗi đều là lỗi của tôi, mong ông tha thứ cho tôi. Ông chủ quán cũng xứng sở. Vì lúc này thái độ của gã tóc vàng với lúc trước khác nhau một trời một vực. Nhưng trong lòng ông cũng rõ, đây đều là vì Diệp Thu. Xem ra ba người Diệp Thu hẳn phải rất ghê gớm, nếu không sẽ không khiến tên côn đồ tóc đỏ kiêng kỵ đến mức này. Bảo sao vừa rồi bọn họ nghe tin tên côn đồ tóc đỏ sắp tới cũng chẳng coi là chuyện gì to tát. Không phải là do họ không biết mà là do thật sự có vốn để kiêu ngạo. Nghĩ đến đây, ông chủ quán cũng thầm cảm thán, sau đó lắc đầu, nhìn gã tóc vàng nói, "Không sao." Nghe vậy, gã tóc vàng mới dám quay về trước mặt Diệp Thu, run rẩy lẩy bẩy nói, "Tôi đã xin lỗi xong rồi, ngài có thể tha cho tôi chưa?" Diệp Thu không trả lời, mà quay lại nhìn Âu Dương Hạo. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến cô gái Âu Dương Hạo thích quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay Âu Dương Hạo. Vừa rồi cái tay nào của mày tóm lấy em ấy? Âu Dương Hạo chừng gã tóc vàng, lạnh lẽo hỏi. Sao? Gã tóc vàng sửng sốt trong giây lát, run rẩy nói tay tay phải. Cắt đi. Nét mặt Âu Dương Hạo xa sầm lạnh lùng nói. Cái gì? Cắt đi. Gã tóc vàng sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng nhìn tên côn đồ tóc đỏ, cầu xin gã giúp đỡ, anh ơi, anh mau giúp em cầu xin họ với tên côn đồ tóc đỏ nhíu mày, vội vàng nhìn Diệp Thu, thử nói giúp, thưa ngài, ngài xem, thằng em tôi đã ăn một trận đòn, cũng đã xin lỗi rồi, hay là ngài dơ cao đánh khẽ, chuyện này cho qua như thế thôi được không, coi như là tôi nợ ngài một ân huệ, có được không? Coi như cậu nợ tôi một ân huệ, cậu cũng xứng chắc, Diệp Thu cười khẩy, khinh miệt nói, thưa ngài, tay phải đối với một người rất quan trọng, mong ngài dơ cao đánh khẽ. Sắc mặt tên côn đồ tóc đỏ lập tức thay đổi, gã lần nữa khẩn cầu nói: "Không muốn để lại tay phải. Cũng được thôi, thế thì để mạng lại đây, trong hai lựa chọn này, cậu chọn một cái đi." Chương 368: Lần đầu tiên uống rượu. Lúc này, tên côn đồ tóc đỏ vô cùng muốn trở mặt với Diệp Thu. Nhưng lực bất tòng tâm, khả năng của gã không cho phép. Nếu bây giờ gã trở mặt với Diệp Thu, vậy thì kết quả đợi gã chỉ có một đó là đến cả gã cũng sẽ đen đuổi theo. Sau khi so sánh, kết quả như thế sẽ chỉ càng tệ hơn thôi. Hít sâu một hơi, tên côn đồ tóc đỏ nghiến chặt hàm răng, sau vài phút do so dự, cuối cùng chỉ có thể bất lực nói, tôi chọn giữ lại mạng, tôi chọn giữ lại mạng của nó. Nếu thế thì phiền cậu tự ra tay đi. Diệp Thu thờ ơ nói. Tôi làm. Tên côn đồ tóc đỏ sừng sốt. Nếu không, cậu định để tôi làm chắc? Diệp Thu hỏi ngược lại để tôi làm, không dám phiền đến ngài. Tên côn đồ tóc đỏ cắn chặt răng, sau đó rút một con dao sắc bén từ trong túi áo ra, quay lại nhìn gã tóc vàng. Chuyện tin hay, thấy con dao trong tay tên côn đồ tóc đỏ. Gã tóc vàng sợ tái cả mặt, vội vàng nói, anh ơi, anh định làm gì? Em chính là em trai ruột của anh đấy, anh phải giúp em chứ. Tao đang giúp mày đấy, tốt nhất là mày đừng có ngọ người. Nét mặt tên côn đồ tóc đỏ trông rất khó coi, gã nói: "Đừng, đừng mà, em không muốn mất tay phải, anh ơi, cầu xin anh cứu em với." Gã tóc vàng sợ hãi khóc váng lên. "Bây giờ anh đang cứu chú đây, không bỏ tay phải thì cái chú mất sẽ là mạng của chú đấy, đừng sợ, sau này anh sẽ chăm sóc chú cả đời." Tên côn đồ tóc đỏ hai mắt đỏ lên nói. Sau đó, gã vẫy tay với đám đàn em, chỉ vào gã tóc vàng nói: "Giúp tao giữ chặt nó." Đám đàn em nghe xong, lập tức cùng tiến lên, đè chặt gã tóc vàng. Trong đó, có hai người còn đè cứng tay phải gã tóc vàng lên đất. Tên côn đồ tóc đỏ đứng dậy khỏi mặt đất, đi đến chỗ gã tóc vàng, không cam tâm nói: "Em trai, muốn trách thì trách anh không có bản lĩnh, không bảo vệ được chú, chú nhịn một chút, sẽ qua rất nhanh thôi." "Em không muốn, em không muốn làm một kẻ tàn tật, anh ơi, em cầu xin anh." Gã tóc vàng sợ hãi tột độ, liều mạng xin tha. Tuy nhiên đối mặt với điều này, tên côn đồ tóc đỏ cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu, sau đó đưa con dao sắc nhọn lên, hạ xuống. Một tiếng phập vang lên. Con dao sắc bén nhẹ nhàng cắm vào cổ tay phải của gã tóc vàng, cắt lìa cả bàn tay phải của gã. Trong khoảnh khắc, máu tươi bắn ra khắp nơi. A! À, tiếng kêu gào thảm thiết đến xé lòng xé dạ vang khắp cả quán ăn. Phải biết là 10 ngón tay liền tim mà loại cảm giác sống sờ sờ bị chặt xuống cả bàn tay phải này. Phải nói là đau đớn cùng cực, tuyệt đối không phải thứ mà một người bình thường có thể nhẫn nhịn được. Gã tóc vàng đau đến co giật cả người, sắc mặt trắng như tờ giấy, trên trán đổ đầy mồ hôi. Sau khi đau đớn gào hét, gã tóc vàng đau đến mức ngất luôn trên đất. Cảnh tượng này khiến những người xem trò xung quanh đều sốc nặng, sau lưng liên tục đổ mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ tới được mọi chuyện lại tiếp diễn thành tình trạng này nhưng lại không có ai đồng tình cho gã tóc vàng cả vì đấy là do gã ngang ngược vô lý trước sở dĩ có kết quả như vậy cũng hoàn toàn là do gã tự chuốc lấy hoàn toàn không đáng để đồng tình thử nghĩ mà xem nếu hôm nay triệu dĩnh không gặp được ba người diệp thu thì sẽ có kết cục như thế nào e là cả đời cô đều bị hủy hoại rồi nên là đây cũng là trừng phạt thích đáng đối với gã tóc vàng thôi. Tên côn đồ tóc đỏ vẫy tay, ra hiệu cho đám đàn em mang gã tóc vàng và bàn tay bị đứt đi. Làm xong tất cả, tên côn đồ tóc đỏ hít sâu một hơi, rồi mới quay lại nhìn Diệp Thu, nghiến răng hỏi, "Như thế, ngài đã hài lòng chưa?" "Thế nào?" Diệp Thu quay sang nhìn Âu Dương Hạo, thản nhiên nói. "Biến." Âu Dương Hạo trừng tên côn đồ tóc đỏ, giọng điệu lạnh lẽo quát. "Được, được." tôi biến ngay đây. Tên côn đồ tóc đỏ không dám trần chờ, vội vàng dẫn người rời khỏi quán ăn vặt. Để lại ông chủ quán và đám người xem đang trong trạng thái kinh hãi đến ngu người. Nói thật, bọn họ đã thấy tên côn đồ tóc đỏ ngang ngược rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy tên côn đồ tóc đỏ chịu thiệt lớn như thế, cuối cùng còn quắp đuôi xám xịt chạy mất nữa. Điều này khiến ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thu lập tức trở nên kiêng kỵ và đầy cung kính. Dù sao, người có thể khiến tên côn đồ tóc đỏ chịu thiệt thòi lớn như thế còn không dám có bất kỳ hành động bất mãn nào tuyệt đối không phải là người bình thường tất nhiên bọn họ không dám đắc tội người xấu đã đi rồi em không cần phải sợ nữa âu dương hạo quay lại nhìn triệu dĩnh vẫn còn sợ đến run rẩy ở bên cạnh dịu dàng nói đi đi thật rồi sao triệu dĩnh lén lút ngẩng đầu lên liếc qua một vòng sau khi chắc chắn không còn bóng dáng đám người gã tóc vàng nữa mới thở phào nhẹ nhõm vừa rồi chắc em sợ lắm đúng không âu dương hạo cười dịu dàng hỏi vâng triệu dĩnh vẫn còn hơi hoảng hốt gật đầu dù sao cô lớn đến từng này đây vẫn là lần đầu tiên cô trải qua chuyện như thế tất nhiên sẽ tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng cô e là sau lần này sau này cô thậm chí còn không dám ra khỏi nhà một mình vào buổi tối nữa ấy chứ Âu Dương Hạo thấy Triệu Dĩnh như bé thỏ trắng bị kinh hãi quá mức, trong lòng anh ta cũng thấy đau đớn theo. Anh ta nghĩ ngợi một chút, sau đó cầm chai bia lên, mở nắp chai đặt xuống trước mặt Triệu Dĩnh, cười nói: "Nào, em uống chút đi." "Dạ." Triệu Dĩnh sừng sốt, mặt khó hiểu nhìn Âu Dương Hạo. "Em chưa nghe qua câu này sao, người ta nói, chất cồn có thể khiến kẻ hèn nhát thêm can đảm hơn, đương nhiên, anh không có ý bảo em là kẻ hèn nhát, ý của anh là Tối nay em uống say rồi thì đến ngày mai, sau khi tỉnh lại, em sẽ quên sạch chuyện xảy ra hôm nay, cũng sẽ không sợ hãi nữa." Âu Dương Hạo cười dịu dàng nói. "Thật, thật sao?" Triệu Dĩnh nửa tin nửa ngờ hỏi. "Đương nhiên là thật rồi, anh lừa em làm gì, trước đây lúc anh thất tình đều dùng cách này, uống say bí tỉ rồi, hôm sau làm một con người mới." Âu Dương Hạo gật đầu, cười rồi nói. "Nghe vậy," Diệp Thu cũng chỉ biết cạn lời. Thầm nghĩ cậu thì có lúc nào mà thất tình chứ hả, rõ ràng là cậu đá người khác, sau đó uống say giả vờ mất trí nhớ thì có. Nhưng những lời này, tất nhiên Diệp Thu sẽ không nói trước mặt Triệu Dĩnh. Nếu không, chắc chắn Triệu Dĩnh sẽ coi Âu Dương Hảo là thằng đàn ông cặn bã cho xem. Tuy sự thật là như thế, nhưng Diệp Thu tin lần này Âu Dương Hảo nghiêm túc như thế có thể đã thật sự phải lòng Triệu Dĩnh rồi. Nếu hai người có thể ở bên nhau, vậy cũng tốt. Để người làm lão đại như anh đỡ phải suốt ngày phiền muộn vì chuyện cá nhân của Âu Dương Hạo. Tôi, trước đây tôi chưa uống bia bao giờ." Triệu Dĩnh nhìn chai bia trước mặt, cũng hơi do dự. Dù là chuyện gì thì cũng đều phải có lần đầu, thử đi, đây là cách hay để quên đi phiền não đấy." Âu Dương Hạo cười, đoạn nói, "Chương 369, dĩ nhiên phải báo thù, khụ khụ." Triệu Dĩnh lập tức ho sặc sụa. Thấy thế, ba người Diệp Thu đều lắc đầu cười. Đừng uống vội vàng như thế, nào, ăn miếng thịt xiên đi. Âu Dương Hạo lấy một que xiên thịt dê đưa cho Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh nhận lấy cắn hai miếng, sau đó lại cầm chai bia lên uống. Lần này, cô cũng đã thích nghi được phần nào. Vài ngụm bia xuống dạ dày, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên dáng đỏ rụng người. Trông rất đẹp, khiến Âu Dương Hạo nhìn ngây người. Triệu Dĩnh uống bia xong, cũng dần không còn căng thẳng như trước nữa cô hoàn toàn thả lỏng nói chuyện cười đùa với ba người diệp thu tuy cô không biết quá nhiều về ba người này nhưng ba người họ cho cô cảm giác rất bình dị gần gũi không hề đáng ghét chút nào nhất là khi ở bên âu dương hạo cô có cảm giác rất chân thực cô rất thích cảm giác này tất nhiên cũng sẵn lòng tiếp xúc nhiều hơn với âu dương hạo sau khi tên côn đồ tóc đỏ dẫn người xám xịt rời khỏi quán ăn trên đường gã càng nghĩ càng tức đến cả đàn em cũng nhìn gã không nhịn được hỏi đại ca chúng ta cứ bỏ qua chuyện này như thế sao bỏ qua qua cái gì mà qua tất nhiên là không thể bỏ qua như thế được tao phải báo thù chắc chắn phải báo thù tên côn đồ tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi sắc mặt âm trầm nói gã tung hoành trên phố ăn vặt lâu như thế từ trước đến nay đều là gã bắt nạt người khác hôm nay bỗng dưng phải chịu thiệt thòi lớn như thế Sao có thể cam tâm tình nguyện nuốt xuống cục tức này chứ? Nghĩ đến đây, tên côn đồ tóc đỏ cân nhắc trong chốc lát, sau đó gã rút điện thoại ra gọi vào số Lý Siêu. "Alo, có cái đéo gì thì nói nhanh đi, không tao cúp." Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, giọng nói vô cùng ảo não của Lý Siêu từ trong điện thoại truyền ra. Hiển nhiên, giống như tên côn đồ tóc đỏ. Lúc chiều hôm nay, Lý Siêu cũng vừa phải chịu thiệt thòi lớn trong tay Diệp Thu. Vừa bị đánh, lại còn phải bồi thường tiền. Quan trọng nhất là chiếc xe quân đội mà gã lén lấy của anh trai cũng bị đập. Khi quay về nhà, anh trai gã lại cho gã một trận. Khiến bây giờ gã ôm một bụng tức không có chỗ nào để xả, tất nhiên sẽ không có giọng điệu tốt. Anh Siêu, em có chuyện muốn báo cáo với anh, em lại gặp phải thằng danh con đó." Tên côn đồ tóc đỏ cung kính nói. "Thằng danh nào cơ?" Lý Siêu cau mày chính là thằng chiều nay đập xe của anh ấy. Tên côn đồ tóc đỏ vội vàng nói. Cái gì? Lý Siêu ở đầu bên kia điện thoại vừa nghe lời này, lập tức kích động bật dậy, vội vàng hỏi ở đâu? Thằng chó đấy ở đâu? Ở phố ăn vặt bên sông, thuộc địa bàn của em. Tên côn đồ tóc đỏ cũng vội trả lời. Ha ha, đúng là đi mòn gót giày tìm không ra, tìm ra được lại chẳng phí chút công sức nào, tao còn đang không biết phải đi đâu tìm nó đây lý siêu cười lớn nói anh siêu anh đang chuẩn bị trả thù thằng đó sao trong mắt tên côn đồ tóc đỏ hiện lên ý cười vội vàng hỏi đương nhiên phải trả thì thằng chó đấy hại tao thê thảm thế này sao tao có thể bỏ qua cho nó được chứ chuyện này tao đã nói với anh tao rồi hơn nữa anh tao cũng đồng ý giúp tao dạy dỗ thằng đó lý siêu phấn khích nói thật sao vậy thì quá tốt rồi tên côn đồ tóc đỏ cũng phấn khích vô cùng phải biết rằng anh trai của lý siêu chính là sĩ quan quân hàm thiếu tá trong quân khu ở giang châu nếu người này ra tay diệp thu chắc chắn xong đời rồi điều này khiến tên côn đồ tóc đỏ vô cùng vui vẻ vì nếu như thế gã cũng có thể xả được cục tức này báo thù cho mối nhục ban nãy lông đỏ giờ tao ra lệnh cho chú phải theo dõi chặt chẽ thằng đó cho tao tuyệt đối đừng để nó chạy mất tao sẽ lập tức liên hệ với anh tao để xuất phát nghe rõ chưa lý siêu vội nói ok anh anh siêu anh yên tâm em chắc chắn sẽ giúp anh theo dõi sát sao nó tên côn đồ tóc đỏ vỗ ngực đảm bảo tốt lắm lý siêu gật đầu rồi cúp máy luôn nghe thấy tiếng báo cúp máy trong điện thoại vang lên tên côn đồ tóc đỏ nhếch mép cười khẩy mặt mày dữ tợn nói chó chết mày dám cắt tay em trai ông chúng mày mẹ nó chết hết đi nói xong tên côn đồ tóc đỏ nói với tài xế đang lái xe quay xe quay lại quán ăn vỉa hè vừa rồi trong quán ăn đám diệp thu đang chuyện trò vui vẻ đúng lúc này hai chiếc xe van trắng đột nhiên dừng lại trước quán ăn mọi người thấy thế đều sững sờ đây chẳng phải là xe của tên côn đồ tóc đỏ sao sao lại quay lại rồi lẽ nào là quay lại trả thù trong ánh mắt ngờ vực của mọi người cửa xe mở ra tên côn đồ tóc đỏ dẫn theo một đám đàn em bước từ trong xe xuống nhưng lần này gã không xông thẳng đến chỗ diệp thu mà chỉ tùy tiện tìm một bàn ở dãy ngoài cùng trong quán ngồi xuống thấy vậy khách khứa trong quán càng khó hiểu hơn lão đại anh nhìn kia tất nhiên âu dương hạo cũng chú ý đến việc này anh ta chỉ về phía đám côn đồ tóc đỏ bên kia diệp thu nghe tiếng quay lại nhìn sau khi anh trông thấy đám người của tên côn đồ tóc đỏ quay lại thì cũng ngạc nhiên sau đó khóe môi nhếch lên, nở nụ cười nghiền ngẫm, xem ra có vài người, nếu không dạy cho một bài học sâu sắc thì sẽ không thể nhớ lâu được. Hay là để em đi cho, dứt khoát xử sạch hết đám chúng nó luôn, đỡ phải như ruồi bọ ở đây làm phiền người khác. Âu Dương Hạo xa sầm mặt mày, lạnh lùng nói. Không cần phải vội, cứ bình tĩnh xem xem bọn nó còn định dở cho gì, anh cũng muốn xem xem, rốt cuộc bọn nó lấy dũng khí ở đâu mà dám quay lại đây diệp thu xua tay cười khẩy nói nghe vậy âu dương hạo nhíu mày sau đó cũng gật đầu cứ thế hai bên bình yên vô sự sau khi tên côn đồ tóc đỏ dẫn đám đàn em ngồi xuống cũng không gọi món không xông ra kiếm chuyện ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn xung quanh nhưng diệp thu vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng rằng tên côn đồ tóc đỏ đã nhìn qua chỗ anh rất nhiều lần nhưng mỗi khi anh nhìn sang tên côn đồ tóc đỏ đều lập tức thu hồi ánh mắt nhìn sang chỗ khác hoàn toàn không dám nhìn vào mắt anh thấy thế diệp thu cong khóe môi nở nụ cười trực giác mách bảo anh rằng mục đích lần này tên côn đồ tóc đỏ quay lại tuyệt đối không đơn giản nhưng diệp thu cũng không sốt ruột dù sao thời gian tối nay vẫn còn nhiều bất kể lát nữa tên côn đồ tóc đỏ có làm cái gì anh cứ tiếp đón là được cứ thế hai bên án binh bất động khoảng nửa tiếng bia trên bàn diệp thu đã uống hết Âu Dương Hạo định đứng dậy bảo ông chủ đưa thêm một kết nữa. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo jacket, kít, đeo kính dâm đen, bước nhanh vào trong quán. Cách ăn mặc của gã rất nhanh đã thu hút sự chú ý của khách khứ ngồi ăn. chương 370, đi với tôi một chuyến. Đừng nói nhảm, người đâu? Thằng quát đó đâu? Lý siêu liếc mắt nhìn xung quanh, sốt sắng hỏi. Ở đằng kia kìa anh, vẫn chưa đi đâu, em theo dõi nó suốt mà gã trùm tóc đỏ vội vàng chỉ về phía bàn của mấy người Diệp Thu. Lý siêu nhìn theo hướng ngón tay gã tóc đỏ chỉ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng phấn khích, cười lớn nói, à há, cuối cùng cũng tóm được mày rồi. Sau đó, Lý siêu đi thẳng về phía bàn Diệp Thu đang ngồi. Gã trùm tóc đỏ cũng dẫn theo đàn em, đuổi sát phía sau. Khách khứ ngồi xung quanh trông thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra ý tò mò và thắc mắc. Đây là ai nữa? Nhưng nếu ngay cả gã trùm tóc đỏ cũng phải cung kính với người này như thế, tức là thân phận của người này tuyệt đối không hề bình thường. Nếu không ngoài dự liệu, hẳn đây chính là kẻ chống lưng cho gã trùm tóc đỏ, đến giúp gã trả thù. Lần này thì hay rồi. Trong chốc lát, rất nhiều người chuẩn bị đi đều dồn dập ngồi trở lại ghế, mở to mắt hóng biến. Màn kịch đặc sắc thế này, tất nhiên bọn họ không muốn bỏ qua chút nào. Cứ thế, dưới ánh mắt của người xung quanh. Lý siêu khệnh khẳng bước đến trước bàn của bốn người Diệp Thu, chừng mắt nhìn Diệp Thu, giọng điệu huynh hoang phách lối nói, quát con, ông nội mày tìm mày hơi bị vất vả đấy, lần này để tao xem mày chạy đằng trời. Nghe xong, Diệp Thu quay lại liếc mắt nhìn Lý siêu, khóe môi nhếch lên nở nụ cười nghiền ngẫm, thản nhiên nói, tôi đang thắc mắc sao bọn họ lại dám quay lại, thì ra là do cậu sắp đến à. Sao nào, bài học buổi chiều tôi dạy cậu vẫn còn chưa đủ à? vẫn muốn thử lần nữa. Ha ha ha, oát con, mày tưởng tao không có chuẩn bị gì mà tự đưa mình đến cửa để mày sâu xé tiếp chắc. Tao bảo hôm nay mày chết chắc thì tức là mày chết chắc rồi, bây giờ ông rời có đến cũng không cứu nổi mày đâu, hiểu chưa con? Chuẩn bị tốt tâm lý nửa đời sau của mày an dưỡng ở bệnh viện đi. Lý siêu ngừng đầu cười lớn, vô cùng ngạo mạn nói. Ồ, thế cơ à? Diệp thu hít mắt lại, trên môi vẫn nở nụ cười nghiền ngẫm. Và đúng lúc này, âm thanh gầm rú phát ra từ động cơ ô tô vang lên. Tiếp đó, mọi người nhìn thấy. Ba chiếc xe jeep màu xanh quân đội dừng lại trước quán ăn. Điều quan trọng nhất là, ba chiếc xe jeep này đều mang biển xe quân khu Giang Châu. Mọi người thấy vậy, đều ngỡ ngàng. Chính vào lúc này, cửa xe jeep mở ra. Người đàn ông đầu tiên bước xuống mặc quân trang thẳng thớm, trong tuổi tác khoảng tầm 30 và quân hàm của anh ta là hai gạch một sao. Người này thế mà lại là một sĩ quan cấp thiếu tá. Tiếp theo lại có hơn 10 người lũ lượt bước ra từ trong ba chiếc xe Jeep. Tất cả đều mặc quân trang thống nhất của quân nhân, hơn nữa trong ngực đều ôm một cây súng trường loại 95. Khách khứa xung quanh nhìn thấy trận hình này, lập tức đều rụt cổ lại, bọn họ sợ tới mức không dám thở mạnh. Dù sao họ cũng chỉ là người dân bình thường, đã ai từng thấy trận hình lớn như thế đâu chứ? Tuy nhiên, Lý Siêu thấy vậy lại rất kích động, gã nhìn Diệp Thu, gương mặt hiện ra vẻ ngang ngược cười lớn nói, Diệp Thu, mày chết chắc rồi, hôm nay ai cũng không cứu nổi mày đâu. Nói xong, gã vội chạy tới đón vị sĩ quan cấp thiếu tá kia, chào hỏi, anh ơi, các anh đến rồi. Hiển nhiên, vị thiếu tá này chính là anh trai gã, Lý Thắng Lợi. Ừ, Lý Thắng Lợi nghiêm nghị gật đầu, lạnh giọng hỏi, người đâu? Dạ, ở đằng kia, lý siêu vội chỉ vào diệp thu nghiến răng nói chính là thằng oắt đấy không biết phải trái đúng sai đập xe của anh em đã nói đấy là xe quân đội cấp cho anh rồi nhưng nó căn bản không coi anh ra gì thế khác nào đang coi khinh quân nhân coi khinh anh chứ thật sự quá là vô pháp vô thiên anh anh tuyệt đối không thể tha cho nó dễ dàng được đợi tôi xử lý xong cậu ta thì sẽ đến lượt cậu dám lén lấy xe quân đội của tôi lái ra ngoài cậu đúng là to gan lắm lý thắng lợi chừng lý siêu lạnh lùng nói anh ơi, em biết sai rồi, chỉ cần anh dạy dỗ xong thằng Watt kia, đợi về nhà, anh muốn em nhận sai thế nào cũng đều được hết. Lý siêu nịnh nọt nói. Hừ, Lý thắng lợi hừ lạnh, sau đó anh ta dẫn người đi về phía bàn Diệp Thu ngồi. Mọi người thấy thế đều lắc đầu, đồng thời ánh mắt đồng tình đổ dồn về chỗ đám người Diệp Thu. Dù sao lần này người tới cũng là quân nhân đấy, so với gã trùm tóc đỏ lúc trước hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Đám trùm tóc đỏ quá lắm cũng chỉ là một đám côn đồ các khe thôi. Còn đám quân nhân này thì đều mang theo súng, chắc chắn không hề dễ chọc. Dù sao, có ngang ngược thế nào đi chăng nữa cũng đâu thể đối chọi với quân nhân được chứ. Làm thế chẳng khác nào tìm chết cả. Vì vậy, bọn họ cho rằng có lẽ hôm nay đám người Diệp Thu xong rồi. Nhưng, khi tất cả mọi người ngồi đây đều lo lắng cho ba người Diệp Thu. Đám Diệp Thu lại chẳng hề coi đây là chuyện to tát ơi, dơ mơ, bọn họ gây động tính không nhỏ đâu, lão đại, sao anh lại gây sự với cả người bên quân đội thế? Âu Dương Hạo liếc qua nhìn đám lý thắng lợi, rồi quay lại nhìn Diệp Thu dò hỏi. Lúc trước dạy dỗ thằng em không biết trời cao đất dày, bây giờ thằng anh tới trả thù ấy mà. Khóe môi Diệp Thu cong lên, anh trầm ngâm nói. Ha ha. Âu Dương Hạo cười nắc nẻ, sau đó anh ta nhìn Đỗ Nguyên Lương, cười rồi nói, lão Đỗ Vị thiếu tá này hẳn là cấp dưới của cậu nhỉ? Cậu không quản lý à? Tôi không biết mà, tôi mới vừa được điều chuyển đến Giang Châu mấy hôm nay thôi, có quen người này đâu." Đỗ Nguyên Lương lắc đầu, thờ ơ nói. "Ồ, thú vị đấy, nếu lát nữa anh ta biết thân phận của cậu thì sẽ có nét mặt như thế nào đây?" Âu Dương Hạo có phần chờ mong nói. "Bây giờ anh ta chính là điển hình kiểu người hóng biến chỉ sợ chuyện không lớn." Đối với thái độ này của anh ta, diệp thu và đỗ nguyên lương cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ đúng lúc này lý thắng lợi dẫn người đến trước bàn ba người diệp thu mắt nhìn thẳng vào diệp thu lạnh lùng nói cậu chính là người đánh em trai tôi còn đập xe tôi nữa đúng không ừ là tôi diệp thu gật đầu tấn công xe quân đội có thể bị coi là khiêu khích quân đội cậu đi với tôi một chuyến lý thắng lợi trầm giọng nói muốn tôi đi với anh cũng được nhưng tôi nghĩ anh cũng nên tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện trước đã chứ diệp thu nở nụ cười đáng để suy ngẫm hỏi đầu đuôi câu chuyện em tôi đã nói rất rõ với tôi rồi cậu đi với tôi một chuyến lý thắng lợi lạnh giọng nói em trai anh cái miệng dối trá đấy có thể nói thật được chắc đừng để bị cậu ta dắt mũi rồi bị cậu ta coi như súng ngắm diệp thu liếc qua lý siêu đứng bên cạnh cười khẩy nói mày bảo ai miệng đầy dối trá hả audio điện tử võ tấn bền. Chương 371, thế có biết cái này không? Nếu anh chỉ tin lời một phía từ em trai anh, vậy đúng là tôi chẳng còn gì để giải thích cả. Diệp Thu lắc đầu, thản nhiên nói, nếu đã như vậy thì cậu đi cùng tôi một chuyến đi. Lý Thắng lợi lạnh lùng nói, nếu tôi từ chối thì sao? Diệp Thu nhếch môi nở nụ cười nhìn ngấm. Vậy ý cậu là cậu định chống lại lệnh bắt đúng không? trong mắt lý thắng lợi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo anh ta gần giọng hỏi không 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 đầu tiên anh cũng không có quyền bắt người thứ hai tôi cũng cảm thấy tôi không có tội sao lại nói là chống lại lệnh bắt chứ diệp thu lắc ngón trỏ mỉm cười nói hừ miệng lưỡi trơn tru lắm lý thắng lợi hừ lạnh anh ta quay lại vẫy tay với đám quân nhân đứng sau lưng ra lệnh nói dẫn người này đi cho tôi nếu cậu ta dám phản kháng thì bắt cậu ta phải phục tùng rõ mấy quân nhân này đều gật đầu sau đó định bước lên tóm lấy bả vai của diệp thu ai dám đỗ nguyên lương vẫn luôn im lặng chừng mấy gã quân nhân này lạnh lùng nói ánh mắt lạnh lẽo đó khiến đám quân nhân này không khỏi run rẩy cả người bọn họ cảm nhận được cảm giác áp bách rất lớn khiến bọn họ nhất thời không dám tiến lên dù là nửa bước đỗ nguyên lương đứng dậy khỏi ghế chắn trước người diệp thu nhìn lý thắng lợi lạnh lùng chất vấn ai cho cậu cái quyền ra ngoài tùy tiện bắt người thế này hả mày cmn là thằng nào hả không có việc của mày ở đây mau cút sang một bên nếu không cả mày tao cũng bắt đúng là thứ không biết tốt xấu lý siêu hung ác trợn mắt nhìn đỗ nguyên lương bực bội nói sau đó gã quay lại nhìn lý thắng lợi nói anh ơi anh cứ kệ mấy thằng ngu bảo người của anh mau ra tay đi nghe xong lý thắng lợi nhíu mày vì anh ta thấy đỗ nguyên lương đứng chắn trước người diệp thu hơi quen nhưng tạm thời lại không nhớ ra được là đã gặp qua ở đâu cuối cùng anh ta chỉ có thể vẫy tay với mấy quân nhân hạ lệnh ra tay nếu ai dám ngăn cản dẫn đi nốt hôm nay tôi đứng ở đây tôi xem các người ai dám tiến thêm về phía trước một bước đỗ nguyên lương liếc qua đám quân nhân lạnh lùng nói khí thế mạnh mẽ ập đến như hồng thủy mãnh thú khiến ánh mắt của các quân nhân tràn đầy kiêng kỵ chậm chạp không dám tiến lên. Ôi trời, cái đờ mờ chứ, mày CMN tưởng mình quan trọng lắm hay gì? Một thằng công nhân da dày thịt béo thôi, mày kỳ kèo cái đéo gì hả? Lý siêu trợn mắt nhìn Đỗ Nguyên Lương, mở miệng quát. Nói rồi, gã siết tay thành nắm đấm, đấm về phía Đỗ Nguyên Lương. Tuy nhiên, Đỗ Nguyên Lương là người nào chứ? Anh ta là chiến thần của Hoa Hạ, vua trong đám binh vương đấy đối diện với một đấm này của lý siêu đỗ nguyên lương không nhiều lời trực tiếp tung một cú đá về phía lý siêu á à, tiếng gào thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết vang lên cú đấm của lý siêu còn chưa chạm đến đỗ nguyên lương thì cả người gã đã bay ra ngoài đập hỏng một lượng lớn bàn ghế cậu muốn chết hả trong mắt lý thắng lợi lóe lên ánh sáng lạnh tuy anh ta cũng tương đối ghét đứa em trai không nên thân này nhưng nói gì thì nói thằng nhóc này vẫn là em trai ruột của anh ta. Bây giờ lại có người đánh em trai anh ta ngay trước mặt anh ta. Tất nhiên anh ta không thể nhẫn nhịn được. Giây phút này, anh ta cũng giận điên lên được, gã nhìn đám quân nhân, ra lệnh, còn ngây ngốc ra đấy làm cái gì. Súng trong tay đều là que cời lửa chắc. Dẫn cái kẻ hành hung người này và cả người kia đi nữa cho tôi, nếu bọn họ dám phản kháng thì bắn chết tại chỗ. Nghe thấy lời này. Mấy quân nhân cũng không còn do dự nữa, bọn họ cầm cây súng trường loại 95 trong tay nhắm thẳng vào Đỗ Nguyên Lương và Diệp Thu, rồi mở chốt bảo hiểm. Nếu người bình thường bị chĩa súng vào người thế này, e là đã sớm bị dọa đến vãi đái rồi. Tuy nhiên, biểu cảm trên mặt Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương lại không hề thay đổi. Anh biết hậu quả khi anh làm thế này chứ? Diệp Thu nhìn Lý Thắng Lợi, thờ ơ hỏi: "Sao?" Lý Thắng Lợi sững sờ. "Ai ui" anh ơi em đã sắp bị người ta đạp chết rồi anh tuyệt đối không thể tha cho bọn nó anh nhất định phải xả giận cho em đúng lúc này sau lưng anh ta vang lên tiếng gào đau đớn của lý siêu lý thắng lợi quay lại nhìn qua lý siêu gã thấy lý siêu lúc này sắc mặt thảm hại vẻ mặt vô cùng đau đớn hiển nhiên là cú đá vừa rồi không hề nhẹ điều này khiến sắc mặt lý thắng lợi lập tức xa sầm anh ta quay lại hung tợn chừng diệp thu lạnh lùng nói có thể có hậu quả gì chứ đối phó với vài tên dân đen trong mắt không có vương pháp thì phải áp dụng biện pháp mạnh nói xong anh ta ra lệnh cho đám quân nhân nói ra tay rõ đám quân nhân gật đầu nâng súng bắt đầu tiến lại gần diệp thu và đỗ nguyên lương cố chấp không chịu tỉnh ngộ diệp thu bất đắc dĩ lắc đầu sau đó anh nhìn đỗ nguyên lương đứng trước người mình thản nhiên nói nguyên lương đừng giấu giếm nữa Nói cho bọn họ biết thân phận của cậu đi, tôi không muốn phải ra tay với quân nhân của nước mình đâu. Vâng, sư phụ. Đỗ Nguyên Lương gật đầu, sau đó bước lên phía trước, rút một cái phù hiệu màu xanh lục ra khỏi túi áo, giơ lên trước mặt Lý Thắng Lợi, bình tĩnh nói, nhận ra cái này không? Nghe vậy, Lý Thắng Lợi híp mắt nhìn, nhìn chăm chú miếng phù hiệu. Trên miếng phù hiệu thêu một đầu rồng màu xanh lam. Bên dưới đầu rồng lại có hai chữ màu vàng, Cổ Long thấy vậy lý thắng lợi lập tức sững sờ vẻ mặt đầy kinh ngạc làm một quân nhân còn là thiếu tá tất nhiên anh ta nhận ra miếng phù hiệu này đây chính là phù hiệu độc nhất của tổ long tổ bộ đội đặc trùng mạnh nhất thần bí nhất ở hoa hạ nhưng nếu chỉ có thế thì không nói làm gì phù hiệu lính đặc trùng thường thấy của tổ long là bên trên theo cả một con rồng và hai chữ tổ long còn loại phù hiệu chỉ có mỗi cái đầu rồng cả tổ long thậm chí là cả hoa hạ này chỉ có một người có tư cách đeo. Đó chính là tổ trưởng của tổ long, chiến thần trẻ tuổi nhất hoa hạ, Đỗ Nguyên Lương. Vậy nên bây giờ, sau khi nhìn thấy miếng phù hiệu Đỗ Nguyên Lương lấy ra, Lý Thắng Lợi trong giây lát cũng ngạc nhiên đến đơ ra. Đỗ Nguyên Lương, đó chính là tồn tại trong truyền thuyết năm 25 tuổi đã đeo trên vai quân hàm cấp tướng, cao hơn anh ta không biết bao nhiêu cấp nữa. Nếu người trước mắt thật sự là Đỗ Nguyên Lương, vậy chuyện hôm nay chính là rắc rối lớn. Ngài, ngài là trưởng quan Đỗ thật sao ạ?" À? Hai mắt Lý Thắng Lợi lập tức trợn lớn, nửa tin nửa ngờ hỏi. "Sao? Không giống à?" Giả một đền 10, cậu cứ việc gọi điện thoại cho cấp trên của cậu để xác nhận. "Đỗ Nguyên Lương thờ ơ nói." Nghe thấy lời này, chương 372, tao đánh chết mày ngay sau đó. Lý Thắng Lợi báo cáo lại toàn bộ tình hình xảy ra ở đây cho doanh trưởng ở bên kia điện thoại. Nghe xong báo cáo của Lý Thắng Lợi, Doanh trưởng bên kia điện thoại cũng sững sờ, vội vàng nói, "Cậu đưa điện thoại cho anh ta, tôi nói chuyện với anh ta một lát." Nghe vậy, Lý Thắng Lợi đưa điện thoại đến trước mặt Đỗ Nguyên Lương, nói, "Doanh trưởng của bọn tôi muốn nói chuyện với anh." Đỗ Nguyên Lương nhận điện thoại, cũng không phí lời, nói thẳng luôn, "Tôi là Đỗ Nguyên Lương, nhiệm vụ số 0021, vừa chuyển vị trí công tác đến quân khu Giang Châu, anh có thể đi kiểm tra." Cứ thế, đại khái qua tầm nửa phút, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói kính trọng của doanh trưởng thì ra là trưởng quan đỗ thật thất kính thất kính ngài có gì muốn dặn dò không ạ à? chuyện như thế nào thì vừa rồi cấp dưới của anh đã nói rất rõ với anh rồi nên làm thế nào không cần tôi nhắc lại nữa đúng chứ đỗ nguyên lương hờ hững nói rõ rồi rõ rồi phiền ngài đưa lại máy cho lý thắng lợi tôi tự nói với cậu ta doanh trưởng cung kính nói đỗ nguyên lương không nói gì đưa máy trả lại cho Lý Thắng Lợi. Nhận lấy điện thoại, anh ta vừa đặt điện thoại sát vào tai. Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên tiếng gào giận dữ của doanh trưởng, "Lý Thắng Lợi ơi là Lý Thắng Lợi, cậu điên rồi hả?" "Tôi đã xác nhận rồi, là trưởng quan Đỗ thật, tốt nhất là cậu nên mau chóng xin lỗi trưởng quan Đỗ, khiến trưởng quan Đỗ hài lòng, nếu không, tôi sẽ lấy ra cậu gánh trách nhiệm." Nói xong, điện thoại cũng bị cúp luôn. Trong thoáng chốc, Lý Thắng Lợi ngây ngẩn cả người, trong đầu trống giống như bị sét đánh. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, mình lại gặp được nhân vật cấp bậc truyền thuyết trong giới quân đội hoa hạ này ở một quán ăn vỉa hè ven đường. Khiến anh ta nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mà đúng lúc này, Lý Siêu bị đỗ nguyên lương đá bay trước đó lại bỏ dậy, đi qua. Gã căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy anh mình vẫn chưa cho người bắt Diệp Thu với Đỗ Nguyên Lương lại, lý siêu cũng hơi sốt ruột nhìn lý thắng lợi nghiến răng nói anh sao anh vẫn chưa cho người của mình động thủ em đã nói rồi mà bọn nó chỉ là mấy thằng nghèo rớt mùng tơi thôi chẳng có cái đếch bối cảnh gì đâu anh cứ bắt lại rồi đánh gãy chân bọn nó xem bọn nó còn dám ngang ngược nữa không lý thắng lợi vốn đang không biết nên giải quyết chuyện này thế nào vừa nghe lý siêu nói xong anh ta lập tức thấy ra đầu tê dại anh ta vội vàng chừng lý siêu giọng điệu lạnh lùng quát mắng, cậu CMN câm mồm lại cho tôi. Lý siêu sướng sờ, không hiểu hỏi, tại sao lại bắt em câm miệng chứ? Anh, đừng bảo là anh sợ đấy nhé. Bọn nó chỉ là hai thằng ất ơ, hai đống cặn. Tuy nhiên, Lý siêu còn chưa nói xong. Nét mặt Lý thắng lợi đã xa sầm, anh ta không nhiều lời, lập tức cho Lý siêu một cái tát, tức giận gào lên tôi bảo cậu câm miệng lại. Lần này lý siêu thật sự bị đánh đến ngu cả người gã ôm má vẻ mặt không dám tin nhìn lý thắng lợi quỳ xuống lý thắng lợi chừng lý siêu trầm giọng nói sao cơ lý siêu ngứa người trong đầu toàn là dấu hỏi chấm anh tại sao chứ tôi bảo cậu quỳ xuống lý thắng lợi quát lên lý siêu cũng bị dọa sợ vôi vàng quỳ xuống đất thấy thế lý thắng lợi mới dám nhìn đỗ nguyên lương hít sâu một hơi gương mặt cố gắng nở nụ cười nhưng trông hơi cứng nhắc run giọng nói trưởng trưởng quan đỗ vừa rồi là tôi có mắt như mù đã đắc tội ngài mong ngài lượng thứ anh ta vừa nói xong vẻ mặt của lý siêu đang quỳ dưới đất lập tức biến sắc trưởng quan đỗ người này là cấp trên của anh trai sao vừa nghĩ đến đây cả người lý siêu như quả bóng bay bị xì hơi gã héo luôn đỗ nguyên lương không đáp lời anh ta quay lại ôm quyền với diệp thu đoạn nói sư phụ tiếp theo do người xử lý thấy cảnh này nụ cười trên mặt lý thắng lợi lập tức cứng đờ người này là sư phụ của chiến thần đỗ nguyên lương vậy thì phải là nhân vật ở cấp bậc nào chứ thế mà thằng em mình lại gây sự với một nhân vật như thế vừa nghĩ đến đây lý thắng lợi thật sự rất muốn đập cho lý siêu một trận rồi trả nó về nơi sản xuất diệp thu liếc mắt nhìn lý siêu đang quỳ dưới đất sau đó nhìn về phía lý thắng lợi ung um dung nói, bây giờ anh đã đồng ý nghe tôi kể lại đầu đuôi của chuyện này chưa? Đồng, đồng ý. Lý Thắng Lợi vội gật đầu, không dám do dự chút nào. Đùa à, đây chính là sư phụ của chiến thần Đỗ Nguyên Lương đấy. Anh ta dám không nghe chắc. Cậu em trai của anh lái xe quân đội đâm vào một ông lão, đã vậy lại còn quay ngược lại vô tội cho người ta là chạy ra đầu xe của cậu ta ăn vạ. Tôi thấy ông lão ấy di chuyển khó khăn, nên mới muốn giúp đỡ một chút. Ai ngờ, Em trai anh lại rất hống hách gọi người đến, còn định động tay động chân với tôi, mà lý do cậu ta không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên như thế, là bởi ỷ vào anh và chiếc xe quân đội đó, vì thế, tôi đập nát cái xe đấy, dạy cho cậu ta một bài học, hiểu chưa? Diệp Thu thản nhiên nói. Nghe xong lời Diệp Thu kể, Lý Thắng Lợi sững sờ. Vì những gì Diệp Thu kể và những gì Lý Siêu kể với anh ta lúc ở nhà là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. Lý Siêu nói là vì cậu ta không cẩn thận chắn mất đường của Diệp Thu. Diệp Thu bực mình nên ra tay đánh nó, còn đập cả xe. Lúc đó, Lý Thắng Lợi nghe xong còn rất tức giận, anh ta cảm thấy Diệp Thu thật sự quá là coi thường luật pháp. Nhưng bây giờ xem ra, người sai không phải là Diệp Thu. Ngược lại, thằng em trai Lý Siêu ngông nghênh hống hách của anh ta suýt gây ra họa lớn rồi. Trong phút chốc, sắc mặt Lý Thắng Lợi lập tức đen như đít nồi, anh ta cúi xuống chừng Lý Siêu ánh mắt đó lạnh lẽo cực độ, cứ như chuẩn bị giết người đến nơi rồi ấy. Ánh mắt này khiến cả người Lý Siêu không khỏi run rẩy, trong lòng trột dạ vô cùng. Lời cậu ta nói đều là thật sao? Tôi muốn nghe sự thật. Lý Thắng Lợi lạnh lùng hỏi. Thấy dáng vẻ giận dữ của Lý Thắng Lợi. Lý Siêu biết, lúc này nếu gã còn tiếp tục nói dối, chắc chắn sẽ thật sự chỉ còn đường chết. Nghĩ đến đây, Lý Siêu nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt cứng nhắc, run rẩy nói là là thật ạ à? giỏi lắm cái thằng mất nét này mày dám lừa cả anh mày đúng không để xem tao có đánh chết mày không lý thắng lợi lập tức nổi báo đánh cho lý siêu một trận như tử thậm chí còn dùng cả bài võ của quân đội lên người lý siêu lý siêu bị đánh đến kêu cha gọi mẹ mặt mũi bầm dập đến cả mẹ ruột cũng suýt không nhận ra tuy nhiên từ đầu đến cuối không ai dám đi lên cứu gã về phần đám chùm tóc đỏ bọn họ trông thấy tình hình không đúng sợ đến mức trốn vào trong góc từ lâu rồi đến rắm cũng không dám đánh chứ đừng nói là chạy ra cứu lý siêu không lâu sau lý siêu bị lý thắng lợi đánh cho hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều nằm bò trên đất không động đậy như một con chó chết không thể không nói lý thắng lợi này đúng là rất tàn nhẫn dù sao từ trong xương cốt anh ta cũng là một người khá chính trực một là một hai là hai. Rất hiểu lý lẽ. Cũng vì anh ta nghe nói là em trai mình bị người khác bắt nạt nên mới dẫn người tới trả thù giúp. chương 373, đi mua 2.000 xiên. Lúc này, thái độ của Lý Thắng Lợi lập tức xoay ngoắt 180 độ, so với lúc trước mà nói, anh ta của bây giờ cứ như là một người khác. Trước mặt Diệp Thu, anh ta càng không dám làm giá. Được rồi, anh đứng dậy đi. Diệp Thu xua tay, thản nhiên nói vì trong lòng anh cũng rõ lý thắng lợi cũng chỉ bị thằng em lý siêu lừa gạt thôi nói thẳng ra thì là quá ngay thẳng không biết đề phòng bị lý siêu coi là súng ngắm lỗi không phải tại anh ta cũng không cần phải tính toán với anh ta cảm ơn anh đã khoan dung độ lượng lý thắng lợi như được đại xá anh ta vội gặp người cảm ơn diệp thu dù là ở nơi nào vào thời điểm nào mong anh nhớ kỹ anh là một quân nhân chức trách và sứ mệnh của anh là bảo vệ tổ quốc, không bao giờ được hướng nòng súng của mình vào người dân, biết chưa? Diệp Thu Hờ hững nói. Nghe vậy, Lý Thắng lợi ngỡ ngàng, sau đó lập tức đứng thẳng lên, mặt đầy nghiêm túc nói, rõ. Ngài dạy phải, Thắng lợi sẽ khắc ghi bài học này vào trong tim. Được rồi, mau dẫn người của anh về đi, bây giờ cũng muộn rồi, người biết càng nhiều sẽ gây ra càng nhiều ảnh hưởng không tốt, làm xấu hình tượng của quân nhân. Diệp Thu xua tay, bình tĩnh nói. Rõ. Lý Thắng Lợi vội gật đầu, sau đó nhìn Đỗ Nguyên Lương, cung kính nói, vậy trưởng quan Đỗ, tôi xin phép đi trước. Đỗ Nguyên Lương gật đầu. Thấy vậy, Lý Thắng Lợi vội vẫy tay với đám quân nhân mình dẫn đến nói thu quân. Sau đó, anh ta cúi xuống nhấc Lý Siêu sống dở chết dở lên, rồi dẫn theo đám quân nhân, nhanh chóng rời khỏi quán ăn. Khách khứa đang ăn uống trong quán nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều sốc vô cùng bọn họ vốn dĩ thấy quân đội cũng cho người đến còn tưởng ba người diệp thu chắc chắn sẽ gặp xui xẻo cơ nhưng ai ngờ đâu thế mà lại xảy ra chuyển biến như trong phim thế này đến cả sĩ quan cấp thiếu tá như lý thắng lợi cũng phải cung kính với diệp thu kia đối mặt với diệp thu chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn nghe lời không dám phản bác chút nào chuyện này thật sự quá khó tin rồi suốt cuộc diệp thu này có thân phận gì chứ mọi người đều không tránh khỏi có phần tò mò đám chùm tóc đỏ trốn trong góc nhìn thấy cảnh này đều sợ đến cả người phát run gã vốn tưởng anh trai của lý siêu đã là nhân vật lớn đẳng cấp lắm rồi chứ ai ngờ diệp thu còn ghê gớm hơn đến cả lý thắng lợi đứng trước mặt anh ta cũng phải khách khí như thế nhân vật lớn thế này tuyệt đối không phải người mà một tên côn đồ các kẽ như gã có thể dây vào được nghĩ đến đây Gã trùm tóc đỏ vội vẫy tay với đám đàn em, định chuồn đi thật nhanh. Nếu không, đợi đến khi bị Diệp Thu tính sổ, vậy thì thật sự xong đời rồi. Tuy nhiên, bọn họ đang định rời đi. Đúng lúc này, một tiếng, phút, vang lên. Một bóng đen lướt qua, dừng trước mặt bọn họ, chắn mất đường của bọn họ. Mà bóng đen này không phải ai khác, chính là Âu Dương Hạo. Gã trùm tóc đỏ sợ đến tái mặt, không dám nói gì, dẫn người vội vã quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc này, Diệp Thu dẫn theo Đỗ Nguyên Lương chặn bọn họ lại từ phía sau. Lúc này, đám người tóc đỏ thật sự hết đường chạy trốn. Thằng nhóc khốn kiếp này, định chạy đi đâu? Diệp Thu nhếch môi nở nụ cười nhìn ngấm, cười khẩy hỏi. Nét mặt gã trùm tóc đỏ lập tức thay đổi, gã khô cằn nuốt một ngụm nước bọt, cười nịnh nọt nói, không, không đi đâu hết, bọn em muốn về nhà. Ồ, vậy vừa rồi tôi thả các cậu đi, sao không đi, lại cứ thích quay lại thế. Diệp Thu cười chế nhạo hỏi. Là, là do bọn em đi được nửa đường thì hơi đói bụng, nên định quay lại mua ít đồ để ăn, anh không biết đấy chứ, em thích ăn thịt xiên nướng của quán này nhất, tối nào không ăn 180 xiên là em không tài nào ngủ được. Gã trùm tóc đỏ cười ton hót giải thích. Thế à? Diệp Thu cũng cười với gã, sau đó anh nói, thế thì còn đứng ngây ra đấy làm gì? mau đi mua đi, mua một nghìn xiên vào, nếu không tức là cậu đang nói dối. Một, một nghìn xiên. Gã trùm tóc đỏ biến sắc, gã bị con số này làm cho sợ hãi. Sao, chê ít à? Cậu ăn siêu thật đấy, thế thì mua hai nghìn xiên là được, mau đi mua đi, nếu thiếu một xiên thì tôi sẽ nghĩ là cậu đang nói dối đấy, hậu quả, hẳn cậu rõ nhất. Diệp Thu Cợt Nhả nói. Tôi, khóe miệng gã trùm tóc đỏ cứng đờ, sau đó chỉ đành căng ra đầu đi tới chỗ chủ quán, vẻ mặt bí xị nói, ông chủ, cho tôi hai nghìn xiên thịt dê nướng. Hai, hai nghìn xiên. Chủ quán cũng giật cả mình, cười khổ nói, bây giờ chỗ tôi không có nhiều như thế. Nghe vậy, gã trùm tóc đỏ như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, vội quay lại nhìn Diệp Thu, có hơi đắc ý cười rồi nói, hệ hệ, ông chủ không có nhiều xiên nướng như thế. Thế thì trả tiền trước đi, đợi khi nào có, ông ấy sẽ gọi điện bảo cậu tới lấy." Diệp Thu cười khẩy nói, "Nghe đến đây." Nụ cười trên mặt gã trùm tóc đỏ lập tức cứng ngắc, sắc mặt vô cùng khó coi. "Sao, nhìn biểu cảm này của cậu, hình như cậu không tình nguyện thì phải." Nét mặt Diệp Thu đầy suy tư hỏi. "Không, không, làm gì có chuyện không tình nguyện chứ, tôi đồng ý." Gã trùm tóc đỏ sợ tới mức vội gật đầu như dã tỏi, sau đó nhìn ông chủ hỏi, "Ông chủ hai nghìn xiên thịt dê nướng bao nhiêu tiền? Ba tệ một xiên, tổng cộng sáu nghìn tệ. Ông chủ quán trả lời. Dê, sáu nghìn, ông ăn cướp hả? Gã trùm tóc đỏ lập tức thay đổi nét mặt, không nhịn được kinh ngạc hô lớn. Tiêu sáu nghìn tệ, mua mấy con dê về nhà ăn thịt dê nướng nguyên con chẳng nhẽ không tốt sao? Đến nhà hàng cao cấp ăn một bữa lớn chẳng nhẽ không tốt hơn sao? Việc đếch gì phải mua mấy xiên dê nướng chứ? Thần kinh à! Giờ khắc này, trong lòng gã trùm tóc đỏ có thể nói là vô cùng không tình nguyện. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, gã đã cảm nhận được cái nhìn chết chóc của Diệp Thu. Ánh mắt này khiến cả người gã trùm tóc đỏ không khỏi phát run. Trong lòng gã rất rõ, hôm nay nếu gã không bỏ ra chỗ máu này, e là đừng hòng đi khỏi đây. Mà hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào. Gã chỉ nghĩ cũng thấy tê dại cả da đầu. Không còn cách nào khác gã trùm tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi, chỉ đành rút tiền ra. Gã lấy tất cả tiền trên người mình ra, đại khái có khoảng 3.000. Sau đó, gã lại gom góp thêm từ đám đàn em, lục lọi sạch sẽ, cuối cùng mới góp đủ được 6.000 tệ. Sau khi chuyển tiền qua WeChat cho chủ quán, lần này gã trùm tóc đỏ mới dám quay lại nhìn Diệp Thu, cười nịnh nọt hỏi, tôi, tôi có thể đi chưa? Có thể rồi. Diệp Thu gật đầu. Nghe vậy, Gã trùm tóc đỏ như được tha mạng, dẫn người chuẩn bị chạy. Khoan đã. Nhưng ngay lúc này, Âu Dương Hạo đột nhiên gọi bọn họ lại. Gã trùm tóc đỏ sợ tới mức lập tức dừng lại, nhìn Âu Dương Hạo, vẻ mặt khó coi hỏi, anh còn gì muốn dặn dò sao ạ? À? Nhớ kỹ, sau này đừng để tôi biết rằng cậu lại đến gây phiền phức cho quán ăn này, còn ăn không uống không, nếu để tôi biết, tôi sẽ tận tay đập mấy người ra bã đấy. Chuyện dị năng. Âu Dương Hạo lạnh lùng cảnh cáo. Nghe vậy, chương 374, em muốn chơi Yasuo thấy cảnh này. Diệp Thu cũng lắc đầu cười. Người như vậy thì phải dạy cho cậu ta bài học như thế, cậu ta mới nhớ lâu được. Mấy cậu ơi, chỗ tiền này, tôi không thể lấy được đâu. Ông chủ quán cầm điện thoại đi tới trước mặt ba người Diệp Thu, trong điện thoại có 6.000 tệ gã trùm tóc đỏ mới chuyển cho ông. Đây là tiền chú nên nhận được, chú cứ yên tâm đi, hôm nay đã đập hỏng khá nhiều bàn ghế của chú, hơn nữa bình thường bác cũng cho bọn họ ăn không uống không không ít lần coi như là bọn họ thanh toán tiền ăn cho bác đi diệp thu mỉm cười nói nhưng nhưng chỗ này hơi nhiều ông chủ quán hơi bất an nói ông là một người thành thật là tiền mình nên lấy thì ông cũng có thể cầm chắc tay nhưng đây không phải là tiền của ông ông thật sự không dám cầm bừa hơn nữa đây là tiền của gã trùm tóc đỏ đấy lát nữa bọn họ lại đến tính sổ thì rất phiền phức chú ơi chú đang lo là đợi bọn cháu đi đám tóc đỏ kia sẽ lại đến gây phiền phức cho chú đúng không chú cứ yên tâm đi sau lần dạy dỗ này chắc chắn gã sẽ thành thật hơn có lẽ sau này đến trước quán của chú còn phải đi đường vòng ấy đương nhiên nếu gã dám quay lại chú cứ gọi điện cho cháu cháu sẽ lập tức chạy đến xử lý bọn nó âu dương hạo nói lấy ví tiền trong túi áo ra rút một tấm danh thiếp đưa cho ông chủ quán thấy vậy diệp thu và đỗ nguyên lương đều không khỏi lắc đầu cười thái độ với bố vợ tương lai đúng là khác biệt sao sao có thể không biết xấu hổ thế được chứ ông chủ quán vẫn hơi không yên tâm nói ôi rào chú yên tâm cầm đi âu dương hạo vỗ vai ông chủ quán cười rồi nói đúng lúc này triệu dính đã hơi say cũng mơ màng đi đến thấy cô đến diệp thu và đỗ nguyên lương nhìn nhau sau đó nhìn Âu Dương Hạo nói, bọn tôi vào xe đợi cậu. Nói xong, hai người lập tức rời khỏi quán ăn, quay về xe van. Đại khái qua tầm 10 phút, Âu Dương Hạo cũng bước ra khỏi quán ăn. Khóe môi Diệp Thu nhếch lên, cười hỏi, sao rồi? Hệ hệ, lấy được WeChat rồi. Âu Dương Hạo đắc ý nói. Được đấy. Diệp Thu cười rồi gật đầu, sau đó nét mặt lập tức nghiêm nghị hẳn lên, cảnh cáo nói. Nhưng nếu cậu đã quyết định theo đuổi cô ấy, sau này phải đối xử tốt với cô bé. Lần này, nếu cậu chỉ chơi đùa với cô bé ấy như với mấy người phụ nữ khác, tôi sẽ không tha cho cậu đâu đấy. Lý do Diệp Thu nói như vậy là vì anh quá hiểu Âu Dương Hạo. Thằng nhóc này là điển hình cho kiểu nhiệt tình 3 phút. Vì vậy có vài lời tuy hơi khó nghe nhưng Diệp Thu vẫn phải nói. Tôi cũng không tha cho cậu đâu. Đỗ Nguyên Lương cũng nói theo. Được, 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 em đảm bảo được chưa? hai vị đại ca, hai anh yên tâm đi, lần này em nghiêm túc đấy, em nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, dùng cả đời này để bảo vệ cô ấy, cả đời này, Âu Dương Hạo này chỉ lấy mình chịu dính, được chưa? Âu Dương Hạo liên tục vỗ ngực, thể thốt đảm bảo. Thế thì còn tạm được. Diệp Thu nhếch môi nở nụ cười, đoạn hỏi tiếp theo chuẩn bị đi đâu. Tối nay vợ tôi cho tôi xả láng một hôm, nên là có thể đi dạo loanh quanh cùng các cậu. Đùa, còn dạo lanh quanh gì nữa, tới quán nét tổ đội đánh LOL el thôi, cùng đi đi. Âu Dương Hạo lập tức nói. Nguyên Lương thì sao? cậu muốn chơi không? Diệp Thu quay sang nhìn Đỗ Nguyên Lương, hỏi. đi cùng luôn ạ, à, dù sao hôm nay em cũng không có công việc gì. Đỗ Nguyên Lương gật đầu, mỉm cười nói. ha ha, lão đại, mau lái xe đi, em háo hức muốn vào ranh để đại sát tứ phương lắm rồi. Âu Dương Hạo vô cùng phấn khích nói. Nghe vậy, Diệp Thu cạn lời, quay lại khinh bỉ nhìn Âu Dương Hạo, không vui nói, đánh ranh thì có thể, nhưng nói trước, không cho cậu chơi Yasuo. Tại sao chứ? Âu Dương Hạo vô cùng khó hiểu hỏi. Vì cậu gà đấy. Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương gần như đồng thời lên tiếng. Em chơi Yasuo gà bao giờ? Các anh không thể ganh cho em thì lại trách em sao? Tốc độ ping của các anh không theo kịp tốc độ lướt e của em thì trách em chắc. Ai, người bình thường thường không hiểu được cảm giác của cao thủ cô đơn quá đi hasaji âu dương hạo bĩu môi vô cùng tự tin nói tôi tôi thật sự muốn đánh cậu ta một trận diệp thu nhìn cái vẻ mặt gà mà không tự biết của âu dương hạo anh lắc đầu có phần bất đắc dĩ nói em cũng thế đỗ nguyên lương cười nói sau đó ba người lái xe đến quán cà phê nét gần đấy nhất bất cứ ai đều không ngờ tới được ba người này tùy tiện vẩy chân một cái cũng sẽ gây ra những thay đổi lớn trên thế giới, vậy mà bây giờ bọn họ lại cùng tổ đội đi đánh liên minh. Nếu truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến cả thế giới chấn động, quán nét cà phê võng nghiêu. Hiện tại, đây là chuỗi quán nét cà phê hạng nhất trong nước. Được gọi là con rồng của ngành nét cà phê. Không gian tốt nhất, thiết bị máy tính cao cấp nhất. Đương nhiên, giá lên mạng cũng rất đắt. Khu vực rẻ nhất ở đây cũng tốn hơn 15 tệ một tiếng. Cũng chính vì thế, quán nét cà phê Võng Nhiêu này thường là nơi tụ tập của đại thần e ở khắp mọi nơi. Ở đây thường có thể gặp được tuyển thủ game từ các chiến đội lớn, thậm chí là cả ngôi sao. Cái gọi là ngọa hổ tàng long, không để ý một cái là có thể gặp được cao thủ ngay. Diệp Thu lái xe chở hai người kia, lượn một vòng xung quanh, cuối cùng chọn quán nét cà phê Võng Nhiêu. Vì ở xung quanh chỗ này, nơi bọn họ nhìn vừa mắt cũng chỉ có quán nét cà phê võng miêu này thôi những tiệm nét nhỏ khác ba người diệp thu cũng không dám vào lỡ thiết bị không tốt vậy thì sẽ rất ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game bước vào quán nét cà phê võng miêu vì sảnh lớn bên ngoài gần như đã kín hết chỗ ngồi không có máy liền nhau hơn nữa còn rất ồn ào nên ba người đã vào thẳng một phòng máy riêng so với bên ngoài thiết bị máy móc của phòng máy riêng tốt hơn nhiều hơn nữa không gian cũng riêng tư và yên tĩnh, trải nghiệm chơi game sẽ rất tuyệt. Cũng chính vì vậy, giá cả ở đây gấp 3 lần ở bên ngoài, một tiếng đồng hồ 50 tệ. Nhưng ba người cũng không phải kẻ thiếu tiền, nên bọn họ cũng sẽ không sót chút tiền này. Mở máy xong, ba người ngồi vào ba ghế cạnh nhau. Sau đó ba người Diệp Thu bắt đầu bản đồ chiến trường công lý. Vì ba người đều lâu rồi chưa chơi, nên trận đầu tiên Bọn họ quyết định chơi chế độ bình thường trước để luyện tay. Âu Dương Hạo vừa vào game đã nhanh tay chọn ngay Yasuo. Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương thấy vậy cũng chọn bừa một tướng khác để chơi. Dù sao cũng chỉ là chơi bình thường, giải trí vui vẻ là được. Kết quả là, trận đầu tiên, ba người bọn họ đều không vui tí nào. Ngược lại phe đối diện lại thấy cực kỳ vui vẻ. Vì Yasuo của Âu Dương Hạo đi đường giữa đấu với Fizz, lại còn bị Fizz của đối phương giết chết, bị đánh thành 0 vs 8 không q 8 dead. Con số này, CMN đúng là Fizzder mà. Thậm chí mới chỉ 15 phút. Fizz của đối phương đã mua hai trang bị tăng sức mạnh cho Pháp Sư là song kiếm Tài ương và mũ phù thủy. Và sách chiêu hồn mê dai. Đây đích thực là ôn sót một mạng chỉ bằng qi ngôn tình sủng. Diệp Thu không cần nói nữa. Chương 375, rác rưởi không xứng ở đây cuối cùng bọn họ bị đối phương đè đầu đánh hết một trận 20 phút. Lại nhìn chiến tích của Âu Dương Hạo, không kêu 17 đét. Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương đều cạn lời. Thế này thì Yasuo ở đâu chứ hả, chỉ tổ cung cấp trang bị cho đối phương thì có. Thật sự là không có ai đào hố chôn đồng đội như tên này cả. Tuy nhiên, Âu Dương Hạo lại vẫn hùng hồn đầy lý lẽ nói ly xin đi rừng không ganh anh ta, không bắt mana cho anh ta, vân vân và mây mây. Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương nghe mà không còn gì để nói. Cậu là Yasuo đấy, cần bắp mana cái con khỉ ấy. Biết đào hố trôn đồng đội quá đấy. Tuy nhiên, cái hố to nhất ở đây là. Rõ ràng trận này bị người ta đánh cho không vs 17, người bình thường chắc chắn đều sẽ bị chướng ngại tâm lý. Mà dù không bị chướng ngại tâm lý thì cũng không muốn chơi con tướng này nữa. Nhưng Âu Dương hạo lại là trường hợp đặc biệt. Anh ta vừa vặn tương phản thậm chí còn chơi đến nghiện cơ. Vì thế trận thứ hai vừa bắt đầu. Âu Dương Hạo lại nhanh tay chọn con tướng Yasuo này, còn vô cùng tự tin nói, lão đại, lão đỗ, hai người xem nhớ, ván trước là ngoài ý muốn thôi, ván này, chắc chắn em sẽ hất tung, Hasaji. Nghe đến đây, Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương hoàn toàn cạn lời. Hai người hiểu rất rõ năng lực của Âu Dương Hạo. Thằng nhóc này chơi bừa một tướng còn có thể tạm gọi là chơi được còn chơi Yasuo ấy hả? Tên này chính là một cái hố lớn đối với đồng đội, tục xưng quả tạ. Lần này cậu ta chọn Yasuo, vậy cơ bản có thể nói là bọn họ đã có 50% thua rồi. Bất đắc dĩ. Diệp Thu chỉ đành bảo Đỗ Nguyên Lương đi top, còn mình chọn Lee Sin đi rừng. Mục đích của anh là muốn giúp Âu Dương Hảo ganh được tí nào hay tí ấy, để Yasuo của cậu ta ít nhất là không thảm như ván trước, dẫn đến thua toàn diện dù sao vị trí đường giữa này cũng tương đối quan trọng. Một khi đường giữa thất thủ, thì tướng đi đường giữa của đối phương có thể di chuyển giữa cả hai đường trên và dưới, thế chẳng khác nào ác mộng đối với hai đường trên và dưới cả. Fix của ván trước chính là một ví dụ sống. Nên điều Diệp Thu muốn làm ở ván này là giữ vững thế cục ở đường giữa trước, rồi dần dần mở toàn bộ mặt trận sau. Không thể không nói. Trong ba người, Âu Dương Hạo là con gà, đây là khẳng định. Còn Đỗ Nguyên Lương thì vì hàng năm đi bộ đội, không thường xuyên chơi, nên trình độ cũng bình thường. Đuôi lớn chân chính chính là Diệp Thu. Ban đầu là do anh thật sự rảnh đến phát chán, muốn thách thức bản thân ở mọi phương diện. Anh từng thử thách thức bản thân ở các lĩnh vực như hội họa, nấu nướng, âm nhạc. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đều trở thành kẻ vô địch trong lĩnh vực đó. Cảm giác này rất cô đơn. Thậm chí cuối cùng, Diệp Thu thật sự vì không còn gì có thể khiêu chiến bản thân nữa nên chỉ đành chọn chơi game. Anh cũng chọn chơi tựa game đang hot nhất lúc bấy giờ, liên minh huyền thoại, tiếng Anh viết tắt là LOL. Tuy nhiên, Diệp Thu như bị ông trời nguyền rủa chỉ có thể làm thiên tài. Anh cũng không biết tại sao thiên phú của mình lại cao như thế. Một tuần đầu mới là tân thủ, sau một tháng đã đánh lên trình đại cao thủ trong nước, sau đó, qua một tháng nữa, thành công trở thành người chơi đầu tiên đăng quang vị trí đầu bảng trong nước. Bất đắc dĩ, Diệp Thu chỉ đành chuyển sang đánh server Hàn Quốc, chiến trường có trình độ cao nhất trên thế giới vào thời điểm đó, định tìm ít thách thức cho bản thân. Tuy nhiên, server Hàn Quốc cũng không mạnh như anh tưởng tượng. Chỉ trong thời gian một tháng, anh lại thành công đứng đầu bảng Hàn Quốc. Lúc đó, cả nhóm đại cao thủ Hàn Quốc bị anh đánh cho thảm không nỡ nhìn. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều liên tiếp thất bại dưới tay anh, trong đó có cả đại ma vương đầu tiên của LOL. Thậm chí đến cuối cùng, đối phương chỉ cần suy đoán cảm giác được đối thủ là anh thì lập tức sợ đến thoát ván luôn. Do đó, có thể tưởng tượng được sức thống trị của anh ở rank đại cao thủ server Hàn Quốc. Và nó cũng trở thành một truyền thuyết ở server Hàn Quốc vào lúc đó. Thậm chí, mọi người còn đặt cho Diệp Thu một biệt hiệu là tun hack di động. Và dùng nó để so sánh với độ khủng bố của Diệp Thu. Về sau. Diệp Thu dần mất đi hứng thú với chơi game nên cũng chẳng chơi nữa. Chỉ là bình thường ngẫu nhiên sẽ tổ đội giải trí với đám Âu Dương Hạo chút thôi. Mà lúc này, ngay khi Diệp Thu chọn Lee Sin đi rừng, ván đấu này đã được định sẵn là một ván đấu không còn bình thường nữa. Vì một đi rừng xuất sắc thật sự có thể quyết định hướng đi của ván game. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Thu, Yasuo đi đường giữa của Âu Dương Hạo thuận lợi lấy được một mạng diệp thu lại giúp anh ta ganh thêm vài đợt nữa liên tiếp giúp anh ta lấy được năm mạng cứ như thế âu dương hạo giết sáu mạng mở màn hơn nữa còn dẫn trước đi mít của đối phương ba cấp dưới tình huống như vậy dù âu dương hạo có gà hơn nữa cũng có thể đánh cho đối phương không đỡ được thấy đường giữa đã thông thoáng rồi diệp thu chuyển sang tấn công hai đường trên và dưới không bao lâu sau đã cứu sống được cả đội chuyển sang tiết tấu gánh tim đánh cho đối phương mất luôn khả năng phản đòn. Thấy ba đường bên phe địch đã bị công phá hết, thắng lợi ngay trước mắt. Diệp Thu dẫn theo đồng đội, đang chuẩn bị phát động đợt đoàn chiến cuối cùng, giải quyết cho xong ván này. Tuy nhiên đúng lúc này, màn hình máy tính của cả ba người đột nhiên phục một cái tối đen. Xem xét kỹ lại, bọn họ thấy máy tính thế mà lại đều tắt nguồn rồi. Ba người đều sướng sờ. Mẹ nó, Yasuo của em sắp thành đấng rồi, sao lại thành ra thế này? Thật CMN si chó má. Âu Dương Hạo không nhịn được bức xúc văng tục. Dù sao mắt thấy ván này sắp thắng rồi, lại xảy ra tình huống như thế. Đúng là tức chết người mà. Mất điện à. Diệp Thu nhíu mày, quay ra nhìn sảnh lớn cách một tấm kính bên ngoài. Thấy máy tính bên ngoài đều sáng, mọi người chơi vô cùng nhiệt tình, căn bản không hề mất điện. Nếu đã vậy, vậy thì tình huống này là sao? trong lúc ba người đang nghi ngờ cửa kính của phòng bị người ở bên ngoài mở ra năm thanh niên cùng mặc đồ thể thao xanh trắng đan sen bước vào phòng dưới sự vây quanh của một đám người thấy thế trong mắt diệp thu hiện ra sự thắc mắc đúng lúc này một thanh niên dẫn đầu trong số năm người kia đi lên trước vẻ mặt khinh miệt liếc qua ba người bọn họ cười khẩy nói được rồi ba người các anh có thể đi rồi hả diệp thư cao mày có phần không hiểu hỏi cậu có ý gì tôi nói còn chưa đủ rõ ràng à. Mời ba người các anh rời khỏi đây, rời khỏi cái phòng này, đây không phải chỗ các anh có thể chơi game, lần này nghe hiểu chưa? Tên nhóc dẫn đầu nhếch môi cười khẩy, vẻ mặt khinh thường nói. Diệp Thu hít mắt lại, sau đó lập tức hiểu được tất cả, giọng điệu chậm rãi bình thản như đang đọc sách, anh hỏi, vậy tức là, máy tính của chúng tôi đột nhiên sập nguồn là do cậu dở trò đúng chứ? Ha ha! Tên nhóc dẫn đầu cười khẩy, giặt một vẻ khinh thường nói, anh cũng không ngốc đâu nhỉ, đúng đấy, để đuổi mấy người đi nhanh hơn, tôi cũng không muốn nhiều lời với mấy người, nên trực tiếp kéo cầu dao của phòng này luôn. Nếu biết điều thì mau dẫn hai thằng bạn của anh phắn khỏi phòng này đi, vì phòng này trước giờ chỉ thuộc về kẻ mạnh, còn đám rác rưởi như mấy người thì không xứng để vào đây chơi đâu. Đệt! Âu Dương Hạo vốn đang nghẹn một bụng lửa giận, vừa nghe thấy lời này, anh ta lập tức bạo phát, bật dậy khỏi ghế, Trừng mắt nhìn tên đứng đầu nói, bọn tao không xứng ngồi đây chơi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 376, thế thì sâu lâu đi. Ok. Nam sinh tên đại lực kia cười khẩy gật đầu, sau đó tiến lên, nhìn ba người Diệp Thu, mặt đầy vẻ khinh miệt nói, đám ăn hại kia, giỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây, bọn này chính là chiến đội CNT, chiến đội chuyên nghiệp đứng đầu ở thành phố Giang Châu, còn người này chính là đội trưởng của bọn này, Lãnh Phong. Thế thì sao? Âu Dương Hạo xa sầm mặt mày hỏi. Lại còn sao à? Điều này có nghĩa là rank best nhất của năm người bọn tôi đều là đại cao thủ, mà đội trưởng của bọn này còn là huyền thoại thứ 13 trên bảng xếp hạng server trong nước, bây giờ đã rõ khoảng cách giữa các người và bọn tôi chưa? Đám vô dụng." Đại Lực cười khẩy, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói. "Cậu?" Âu Dương Hạo tức đến trợn trừng đôi mắt. "Nhìn cái gì mà nhìn? Có giỏi thì đánh bại tôi đi." đồ rác rưởi. Đại Lực khinh bỉ nhìn Âu Dương Hạo, vẻ mặt bất cần hống hách nói: "Được rồi đại lực, chúng ta không cần phí lời với mấy con gà này." Đội trưởng Lãnh Phong xua tay, sau đó nhìn ba người Diệp Thu, vô cùng cao ngạo nói: "CNT bọn tôi sắp phải tham gia giải đấu cấp thành phố, muốn trưng dụng chỗ này làm phòng huấn luyện tạm thời, mời ba đống rác rưởi các người mau chóng biến khỏi chỗ này, đừng có làm ô nhiễm không khí ở đây, ảnh hưởng đến trạng thái huấn luyện của chúng tôi." Biến ra ngoài, biến ra ngoài. Trong phút chốc, đám người vây quanh chiến đội CNT cùng tiến vào lúc trước đều gào lên. Trong đám người này có nam có nữ, cơ bản đều là người trẻ tuổi. Có vẻ như đều là đám fan não tàn của chiến đội CNT này. Nhìn trận hình của đối phương, đôi mắt Diệp Thu híp lại trông đầy nguy hiểm. Thật ra, anh là một người rất hiểu lý lẽ. Nếu như ban đầu đội trưởng lãnh phong của chiến đội cnt này vào thương lượng tử tế với bọn họ vậy có khi đánh xong ván này anh sẽ dẫn âu dương hảo và đỗ nguyên lương rời đi dù sao anh vẫn phải về nhà sớm không thể chơi quá lâu dù có phải nhường căn phòng này lại làm phòng luyện tập cho chiến đội cnt thì cũng không phải chuyện gì lớn nói năng tử tế thương lượng tử tế nhưng cái chiến đội cnt này lại làm thế nào chứ bọn họ chẳng nói chẳng rằng ngay lúc bọn họ sắp thắng lại kéo cầu dao của cả phòng. Khiến ba người bọn họ bị rớt mạng ngay trước đợt đoàn chiến cuối cùng. Có lẽ bây giờ phía đối phương đã hô vang khẩu hiệu phản công rồi. Chẳng mất quá nhiều thời gian, bên bọn họ sẽ thua luôn ván này. Dù sao đây là một trò chơi đồng đội, chỉ còn lại hai người, căn bản không thể hai đánh năm được. Thế nên trận này thua chắc rồi. Mà đây đều là do cái chiến đội CNT này gây ra. Chắc chắn những người từng chơi Liên Minh Huyền Thoại đều có thể cảm nhận được. Tâm trạng lúc sắp thắng mà lại bị người khác sập nguồn máy tính là như thế nào. Nếu như đang đấu rank hoặc đang vào trận thăng cấp tương đối quan trọng, e là ý muốn giết người cũng sẽ có đi. Tuy ba người Diệp Thu chỉ chơi bình thường nên cũng không nghiêm trọng đến mức đấy. Nhưng cái cảm giác này thật sự rất bức xúc. Huống chi, chiến đội CNT từ khi đi vào đến bây giờ lại có thái độ như thế nào? hỗn hào sỉ nhục ba người diệp thu là rác rưởi không xứng ngồi đây chơi game còn bảo bọn họ cút ra ngoài dù là người có tính tình tốt đi nữa cũng không thể nhẫn nhịn nổi lúc này nét mặt diệp thu lạnh lùng cực điểm anh dùng giọng điệu lạnh lẽo nói nếu chúng tôi không muốn đi thì sao không muốn đi được thôi thế thì đánh bại chúng tôi đi thế này đi sâu lâu một trận một đấu một chỉ cần ba người có thể đánh thắng bọn tôi thế thì tôi sẽ lập tức xin lỗi các người trước mặt tất cả mọi người, đồng thời chắp tay nhường phòng riêng này lại cho mấy người, các người muốn chơi bao lâu thì chơi, toàn bộ phí lên mạng sẽ do chiến đội chúng tôi chi trả, thế nào? Lãnh phong khinh miệt cười một tiếng, gương mặt lộ vẻ huynh hoang nói. Cậu ta cho rằng, chắc chắn ba người Diệp Thu sẽ không dám nhận khiêu chiến. Dù sao chiến đội CNT bọn họ cũng rất nổi tiếng trong giới eSports ở tỉnh Thiên Nam, đặc biệt là ở thành phố Giang Châu mỗi người bọn họ đều nằm trong ranh đại cao thủ, là tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính. Đám gà rừng như ba người Diệp Thu sao dám sâu lâu với tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ chứ? Thế khác nào đơn phương tìm ngược, tự khiến mình mất mặt? Không chỉ lãnh phong cho là như vậy. Bốn thành viên còn lại của chiến đội CNT và cả đám fan đứng phía sau của CNT cũng đều có suy nghĩ như thế. Đấu sâu lâu. Diệp Thu sừng sốt, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ lạ cả Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương cũng đều nhìn lãnh phong với ánh mắt kỳ lạ. Vì bọn họ đều biết thực lực phải gọi là rất biến thái của Diệp Thu. Khi Diệp Thu đổ sát đám đại cao thủ của cả hai server Trung Quốc và Hàn Quốc, bọn họ đều là nhân chứng sống. Thực lực mạnh đến biến thái này cứ phải gọi là tồn tại với đẳng cấp tuân hách. Mà hiện tại, một chiến đội chuyên nghiệp tại thành phố Giang Châu ở khu này lại muốn khiêu chiến Diệp Thu. Thật đúng là không biết chữ, chết, viết thế nào mà. Tuy nhiên, Lãnh Phong lại không biết điều đó. Cậu ta thấy ba người Diệp Thu trần chờ không lên tiếng, còn tưởng bọn họ đang sợ mất mật, lập tức vô cùng huynh hoang, vẻ mặt coi thường hỏi, sao? Có dám đấu hay không thì nói một câu đi, nếu không dám thì tranh thủ cút sớm đi, đừng làm mất thời gian của bọn tôi, lề mà lề mề. Đánh cũng được, nhưng mà, cậu chắc chắn là muốn sâu lâu với tôi à? Khóe môi Diệp Thu nhếch lên, vẻ mặt nghiền ngấm hỏi chắc chắn và khẳng định luôn lãnh phong rất quyết đoán gật đầu sau đó cũng nhìn diệp thu vẻ mặt khinh thường hỏi thế nào đừng bảo anh muốn nói là anh rất mạnh tôi không đánh lại anh đấy nhé không 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 đấy đều là thử yếu chủ yếu là tôi lo sau khi cậu đánh với tôi xong sẽ mất đi tự tin khi chơi trò chơi này dù sao các cậu cũng sắp phải thi đấu còn gì tôi cũng là muốn tốt cho cậu thôi diệp thu lắc đầu thản nhiên nói nghe xong đám lãnh phong và cả đám phen của bọn họ đều sửng sốt ha 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 ngay sau đó trong phòng lập tức vang lên tiếng cười chế giễu đầy khinh thường của bọn họ lúc này ánh mắt mọi người nhìn diệp thu như đang nhìn một thằng thần kinh vậy người này điên thật rồi không nhìn lại xem trình độ của bản thân đến đâu cũng không tiểu một bãi ra soi thử xem bản thân như thế nào thế mà lại dám nói ra những lời như thế đúng là cười thật đấy chính xác rác rưởi chính là rác rưởi đừng bảo kẻ này là đại cao thủ to mồm đến từ tổ an đấy nhá. Chơi cái gì cũng không giỏi nhưng bốc phét thì là hãng nhất đấy. Cười vãi, còn CMN nói là sẽ đánh cho đội trưởng Phong mất niềm tin vào game nữa. Tôi cá 100 tệ, đội trưởng Phong không mở màn hình, dùng đầu ngón chân cũng có thể đánh anh ta phát khóc. Trong phút chốc, mọi người đều cười nhạo nói. Lãnh Phong còn khinh bỉ nhìn Diệp Thu, chế diễu nói, What con, anh thật sự không phải đến để làm trò cười à còn gì mà sau khi tôi đánh xong với anh sẽ mất niềm tin nữa. Anh nghĩ anh là ai hả? Đại ma vương phi khoa chắc, chương 377, đại lực hống hách đặt chứ. Diệp Thu gật đầu, thản nhiên nói. Được lắm hoát con, có khí phách đấy, nếu đã như thế, vậy mấy người chờ bị ngược đi. Lãnh phong cười khẩy, sau đó quay sang nhìn đội viên đại lực, vẻ mặt rất bất cần nói, đại lực, loại ăn hại này căn bản không xứng để tôi ra tay, cậu chơi cùng bọn họ đi ok đội trưởng anh yên tâm em sẽ làm cho bọn nó không bao giờ dám đụng vào cái game này nữa đại lực cười nhân răng vẻ mặt tràn trề tự tin nói sau đó lãnh phong dẫn người đi bật nguồn điện của cả phòng sau khi đại lực mở máy tính xong bèn ngồi xuống vị trí đối diện với diệp thu cười khẩy hỏi ê ba tên ăn hại đối diện kia các người ai lên chịu trận trước tôi lên âu dương hạo lập tức đứng ra cái gọi là sĩ có thể giết chứ không thể nhục nghĩa là dù trong lòng biết khoảng cách giữa mình và tuyển thủ chuyên nghiệp rất lớn nhưng anh ta vẫn không sợ hãi là người đầu tiên bước ra thấy thế diệp thu cũng chẳng nói gì anh vỗ vai âu dương hạo mỉm cười cổ vũ nói thả lỏng đi dốc sức ứng phó là được có gì thì còn có tôi mà vâng âu dương hạo gật đầu sau đó mở máy tính lên bắt đầu đăng nhập tài khoản mọi người trong quán vừa nghe nói có người muốn đánh solo với chiến đội CNT. Trong phút chốc đến game của mình cũng chẳng thèm chơi nữa, lũ lượt kéo nhau chạy sang xem. Dù sao CNT cũng là chiến đội số 1 ở thành phố Giang Châu. Bình thường ở quán nét cà phê võng miêu này cũng là tồn tại cấp bá chủ trí cao vô thượng. Căn bản không có ai có thể làm đối thủ của bọn họ. Mà bây giờ, thế mà lại có người dám khiêu chiến chiến đội CNT thậm chí còn là thách đấu cá nhân nữa chuyện này tất nhiên sẽ dẫn đến lòng tò mò của mọi người bọn họ đều muốn xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có can đảm như thế trong phút chốc trong phòng ngoài phòng đều chật kín người hai phần ba số người trong quán đều tụ tập ở đây may mà tường của phòng này đều là thủy tinh nhìn xuyên được dù trong phòng hết chỗ mọi người cũng có thể đứng bên ngoài xem cứ thế dưới ánh mắt quan sát của mọi người. Âu Dương Hạo và Đại Lực đăng nhập vào tài khoản xong, mở phòng tùy chỉnh riêng, sau đó bước vào giai đoạn chọn tướng. Có lẽ là muốn tranh thủ lúc mình đang được chú ý. Âu Dương Hạo lại chọn Yasuo tiếp. Thấy thế, nét mặt Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương lập tức xấu đi, sau đó đều nhìn nhau lắc đầu cười trừ, rất là bất đắc dĩ. Hết cách, Âu Dương Hạo này đúng là có tình yêu bất diệt với Yasuo mà đánh tổ đội bình thường chọn Yasuo cũng không nói làm gì. Bây giờ sâu lâu với tuyển thủ chuyên nghiệp cũng vẫn muốn chọn Yasuo. Không thể không nói, gan của tên này không phải loại to vừa đâu. Nhưng, Diệp Thu vốn dĩ cũng không định để Âu Dương Hạo vừa lên là thắng luôn. Nên, chọn tướng gì cũng không quan trọng. Còn về đại lực phía đối diện thì chọn ta lần. Người biết chơi đều biết. Khi đối chiến, ta lần chắc chắn có thể đè ép Yasuo lại thêm đại lực là tuyển thủ chuyên nghiệp. Lần này Âu Dương Hảo xong là cái chắc. Đại lực nhìn Xua của Âu Dương Hảo, cậu ta nhếch mép cười chế nhạo, rất bất cần nói, ê đồ vô dụng, đừng bảo là tôi bắt nạt anh nhé, chỉ cần cần anh có thể giết tôi một lần thì coi như anh thắng, tôi giết anh 10 lần mới tính là tôi thắng. Được chứ? Hừ, bớt ở đấy mà huynh hoang đi, tôi chả sợ cậu đâu. Âu Dương Hảo hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ phút này, anh ta đã hoàn toàn bất chấp tất cả rồi. Làm là xong. Tuy nhiên, trò chơi vừa bắt đầu. Đại lực đã thể hiện lực áp chế vô cùng mạnh. Lại thêm việc ta lần của cậu ta vốn là khắc tinh với Yasuo của Âu Dương Hảo. Chẳng bao lâu sau, cậu ta lấy được một mạng đầu tiên. Theo lý mà nói, trong quy tắc của đấu sâu lâu, đây chính là chiến công đầu, ai có thể giết được đối phương trước thì coi như thắng nhưng để làm làm trò giả ngầu trước mặt nhiều người ở đây, đại lực cố tình nhường Âu Dương Hạo, vì thế cậu ta kiên trì phải giết Âu Dương Hạo đủ 10 lần mới tính là thắng. Nhưng đối với cậu ta, chuyện này cũng không phải việc gì khó. Từ lúc cậu ta lấy được mạng đầu tiên đã định sẵn hướng đi của trận đấu này, đây là trận đấu nghiêng về một phía. Tiếp sau đó, Yasuo của Âu Dương Hạo bắt đầu bị đại lực liên tục giết chết, kiểu chết có muôn hình vạn trạng. Một lần, hai lần, ba lần, rất nhanh, Âu Dương Hạo đã chết chín lần. Mà từ đầu đến cuối, anh ta đều không thể đánh được nửa thanh máu của đại lực. Cũng chịu thôi, cách biệt thực lực giữa hai người thật sự quá lớn. Ngay sau đó, hai người lại lần nữa gặp nhau ở đường giữa. Ta lần của đại lực khởi động chiêu mạnh nhất, sau khi WQA kích hoạt combo. Yasuo của Âu Dương Hạo tiếp tục bị hạ gục. Đến lúc này, Âu Dương Hạo đã chết 10 lần, thua hoàn toàn đại lực siêu phàm. Má mi ơi, đại lực A à quá đi mất. Há há, Yasuo này đúng là con gà chính hiệu, không biết cậu ta lấy tự tin ở đâu ra mà lại dám sâu lâu với đại lực nữa. Trong phút chốc, mọi người ồn ào chế nhạo. Nghe những ngôn từ nhạo báng đó. Nụ cười đắc chí trên mặt đại lực càng tươi hơn, cậu ta nhìn Âu Dương Hạo với ánh mắt khinh bỉ, vẻ mặt huynh hoang nói, ăn hại chính là ăn hại, thậm chí còn chẳng chịu nổi một chiêu, người tiếp theo. Cậu, Âu Dương Hảo trợn trừng mắt, tức đến độ suýt bóp nát con chuột trong tay. Diệp Thu thấy vậy vội vàng vỗ vai Âu Dương Hảo, mỉm cười động viên, bình tĩnh, chỉ là một trò chơi mà thôi. Thằng khốn này thật sự quá khinh người, lão đại, lát nữa anh tuyệt đối đừng có mềm lòng nhẹ tay với nó. Âu Dương Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thu nói. Yên tâm. Diệp Thu nhếch môi cười, sau đó anh quay lại nhìn Đỗ Nguyên Lương, cười hỏi, Nguyên Lương, cậu muốn thử không? Đỗ Nguyên Lương trần trừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Anh ta cũng rất muốn thử so tay với tuyển thủ chuyên nghiệp, để xem rốt cuộc khoảng cách giữa bọn họ là bao nhiêu. Lần này, Đỗ Nguyên Lương chọn đại tướng Nocus Darius. Còn đại lực thì đơn giản mà thô bạo, cậu ta chọn kẻ lưu đầy Riven. Hai tướng này đối chiến, chắc chắn sẽ có hai thái cực. Ở rank thấp, Darius có thể ăn được Riven. Nhưng ở rank cao, Riven lại có thể chém chết Darius mà đại lực toàn chơi ở rank cao nên trình độ Riven của cậu ta tất nhiên là không cần phải bàn nữa. Trận solo này cũng không ngoại lệ, kết thúc thảm bại với tỷ lệ không kêu 10 đét thuộc về Đỗ Nguyên Lương. Dù sao, kỹ thuật của Đỗ Nguyên Lương cũng chỉ tốt hơn chút xíu so với Âu Dương Hạo thôi, kém hơn rất nhiều so với tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính. Tuy anh biết chơi hơn một xíu so với tên ăn hại vừa nãy, nhưng mà trước mặt tôi, anh vẫn chỉ là một đống rác rưởi không chịu nổi một chiêu thôi đại lực nhìn Đỗ Nguyên Lương, vẻ mặt hống hách diễu cợt. Sau khi liên tiếp đánh bại hai người, lòng tự tin của cậu ta đã tăng đến level mắc rồi. Nhưng, đối mặt với lời chế diễu của đại lực, Đỗ Nguyên Lương lại tỏ ra rất bình tĩnh, không hề tức giận, vẻ mặt không hề dao động đứng dậy, đi sang bên cạnh. Thấy thế, chương 378, Darius vs. Garen nghe vậy. Đại lực cũng sướng sờ, sau đó cậu ta lập tức ngửa đầu cười phá lên, trong tiếng cười tràn đầy sự khinh thường và diễu cợt, há há há, anh đúng là rất biết tấu hề đấy, mất mặt. Mất mặt ai cơ? Mất mặt tôi á? Chỉ bằng anh sao, anh cũng xưng á. Sức chiến đấu chỉ bằng con ốc sên như thế, tôi dùng một tay cũng có thể treo anh lên đánh, có hiểu không hả? Đại lực vừa nói xong. Đám khán giả vây xem cũng chỉ vào Diệp Thu, ồn ào chế diễu, tên này đúng là không biết trời cao đất dày, chẳng lẽ anh ta không thấy hai đứa bạn mình đã bị đại lực dẫm đạp rồi à? Đúng đấy, đúng đấy, cũng không tự soi gương nhìn lại xem bản thân mình là ai, đại lực chính là đại cao thủ mạnh nhất, còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, chỉ bằng anh ta mà còn muốn khiến người ta mất mặt sao? Đúng là hề hước mà. Có vài người vốn không tự biết lượng sức mình, tôi háo hức muốn xem cảnh đại lực đùa chết anh ta lắm rồi. Đối với những tiếng diễu cợt này, Diệp Thu không hề bị ảnh hưởng, anh mặt không biểu cảm đăng nhập vào tài khoản của mình, tiến vào phòng, sau đó nhìn đại lực, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Hừ, chờ bị tôi trà đạp đi, hạng rác rưởi như anh, tôi một đao chém chết một đứa. Đại lực cười khẩy, mặt đầy khinh thường nói. Tiếp theo đó chính là giai đoạn chọn tướng. Đại lực nhìn danh sách tướng đầy ấp, nhếch miệng nở nụ cười khinh miệt, rất là khinh thường nói, nếu đã muốn dẫm đạp một tên ăn hại thì tất nhiên phải lấy tướng Darius, tôi sẽ cho anh biết thế nào gọi là tuyệt vọng. Nói xong, đại lực bấm chọn đại tướng Nocus Darius. Khóe môi Diệp Thu nhếch lên, anh không nói gì mà chỉ bấm chọn tướng Garen. Mọi người thấy vậy đều sững sờ. Tên này định chơi kiểu gì đấy? Chọn Garen đánh với Darius. Rốt cuộc anh ta có biết chơi không đấy? Thế này chẳng phải là thuần túy chịu đánh à? Đến cả đám tân binh ở random cũng biết Darius trời sinh khắc chế Garen, anh ta thấy đại lực chọn Darius rồi mà còn không biết đường chọn tướng đánh viễn trình đi, thế mà vẫn dám chọn Garen. Đúng là hề hước không chịu được. Trong thoáng chốc, mọi người nhìn Diệp Thu, trong phòng hay ngoài phòng đều vang lên những lời khinh thường, chế nhạo. Dù sao, ở rank cao, Darius vốn là khắc tinh của Garen. Người biết chơi Darius tuyệt đối có thể đánh cho Garen liệt nửa người. Huống chi là một tuyển thủ thường chơi Darius ở rank cao như đại lực như vậy thực lực của Darius sẽ càng khủng khiếp hơn. Sau khi Diệp Thu thấy đại lực chọn Darius lại vẫn dám chọn Garen. Đây khác nào hành động tự sát chứ? Trong mắt bọn họ, ván game này đã có sẵn kết quả rồi. Lát nữa chắc chắn sẽ là một trận nghiền ép và trà đạp đơn phương. Há há, tôi phải nói anh thế nào mới phải đây? Hai đứa bạn vừa rồi của anh là con gà chính hiệu, còn anh thì đúng là một thằng ngốc, đã thấy tôi chọn Darius rồi mà còn dám chọn Garen đúng là không biết ai cho anh cái gan này nữa lương tĩnh như sao xem bố đây cho anh ăn hành thế nào nhé đồ rác rưởi ranh thấp đại lực cười khẩy mặt đầy khinh miệt nói trận đấu bắt đầu diệp thu và đại lực đều tới đường trên tiếp sau đó đại lực điều khiển darius chạy tới trước mặt diệp thu nhảy múa trào phúng con tướng darius này có một động tác đó là vỗ dìu lên xuống nếu cứ đỡ mãi thì sẽ bị vỗ liên tục rất trào phúng mà đại lực dùng động tác này không ngừng trào phúng diệp thu sắc mặt diệp thu không hề thay đổi đứng yên tại chỗ không hề động đậy hoàn toàn không thèm để ý đến hành động này rất nhanh sau đó lính của hai bên đều đến đường trên diệp thu yên tĩnh ăn lính thăng cấp còn đại lực thì điều khiển darius liên tục dùng chiêu quy để quấy nhiễu diệp thu hòng làm tiêu hao lượng máu của diệp thu tuy nhiên diệp thu cấp một cũng dùng kỹ năng quy chỉ cần Darius của đại lực tiến lên phía trước, anh sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng quy, dựa vào tốc độ di chuyển siêu nhanh, luôn có thể tránh được kỹ năng quy của Darius. Điều này khiến đại lực sau khi liên tiếp dùng kỹ năng quy mấy lần nhưng đều không thể đánh trúng Diệp Thu. Khiến đại lực tức tối vô cùng, nét mặt cũng xa sầm giọng điệu lạnh lùng nói, hừ, đúng là đồ nhát cái, chạy rất nhanh đúng không? Đợi tôi lên cấp 3, tôi nhất định phải giết cho anh phát khóc mới được. Chẳng bao lâu sau hai người đều lên đến cấp 3. Nhưng do trước đó hai người đều tăng tốc đẩy đường, nên lúc này thanh máu đều tụt giảm, chỉ còn 2 phần 3 lượng máu. Đại lực nhếch môi cười đắc chí rất tự tin nói, giờ chết đã điểm, bắt đầu đổ sát, nạp mạng đi, đồ vô dụng kia. Xuất lời, đại lực điều khiển Darius bắt đầu áp sát Garen của Diệp Thu. Thấy Garen của Diệp Thu bị dồn đến vị trí thích hợp. Đại lực nở nụ cười khẩy, mặt mày vô cùng tự tin nói, xin lỗi nhé, anh có thể chết rồi, mạng đầu tiên này là của tôi. Nói xong, đại lực lập tức dùng kỹ năng E của Darius, định dùng diều kéo Diệp Thu đến cạnh mình, sau đó dùng combo ăn mạng. Hơn nữa, trong mắt cậu ta, nếu là vị trí này, Diệp Thu chắc chắn không thể chạy đi đâu được, chết là cái chắc. Mọi người đứng xem xung quanh thấy thế cũng đều có chung suy nghĩ như vậy, trên mặt người nào người nấy đều lộ vẻ phấn khích. Trong mắt bọn họ, mạng đầu tiên này sắp bay màu rồi. Tuy nhiên, ngay giây phút dìu của Darius đưa về phía Garen, mắt thấy Garen sắp trúng chiêu. Nhưng đúng lúc này, Diệp Thu lại điều khiển Garen di chuyển một cách linh hoạt, né khỏi kỹ năng E của Darius. Khiến dìu của Darius vồ vào khoảng không. Hở, đại lực ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, cậu ta không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Dù sao ở góc độ đó, vị trí đó kỹ năng E này gần như có xác suất chúng lên đến 99%. Trừ phi có thể dự đoán được trước để di chuyển né tránh. Nhưng đó là điều mà người chơi ít nhất phải ở cấp đại cao thủ mới có thể làm được chuyện này. Khiến đại lực nằm mơ cũng không ngờ được đến là một tên ăn hại như Diệp Thu lại có thể làm được, lại có thể thật sự dự đoán được, sau đó di chuyển né tránh cú móc này của cậu ta. Giờ phút này, trên mặt đại lực đều là vẻ khó tin nhưng không đợi đại lực kịp tiêu hóa sự thật này. Diệp Thu đã lập tức mở kỹ năng quy áp sát lên, chém một nhát lên đầu Darius. Phải biết là, kỹ năng quy của Garen không chỉ có tăng mạnh tốc độ di chuyển mà còn có cả tác dụng làm đối thủ câm lặng. Trong phút chốc, Darius của đại lực không thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào. Diệp Thu mở kỹ năng e của mình, vùng đại bảo kiếm áp sát mặt Darius, bắt đầu múa kiếm liên tục quanh mình. Chuyện đam mỹ mà vì hai người hiện tại đều là cấp 3, lượng máu vốn đã ít. Chẳng bao lâu sau, thanh máu của Darius đã tụt xuống chỉ còn 1 phần 3. Điều này khiến mặt đại lực tái mét, cậu ta vội vàng điều khiển Darius di chuyển, dùng VQ để giảm tốc độ của Garen, sau đó chuẩn bị dùng kỹ năng quy của mình để đánh trả Diệp Thu. Kỹ năng quy của Darius không chỉ có thể đánh ra sát thương, nếu đánh chúng người ở ngoài phạm vi sẽ còn có thể hồi máu, đây cũng là chìa khóa để đại lực chuyển bại thành thắng. Chỉ cần cậu ta có thể quy chúng Diệp Thu, không chỉ có thể hồi máu, còn có thể gióng cờ khẩu hiệu phản công, theo đà giết ngược lại Diệp Thu. Tuy nhiên, Diệp Thu đã sớm dự đoán được chiêu này của đại lực. Anh đi trước một bước, mở kỹ năng V kép của mình, giảm bớt hiệu quả của giảm tốc, sau đó kể sát Darius. Mà nếu như vậy, hiệu quả kỹ năng quy ở phạm vi ngoài của Darius sẽ không thể đánh chúng anh, tất nhiên cũng sẽ không thể hồi máu. Thấy kỹ năng quy của Darius lại tiếp tục đánh vào khoảng không, ba kỹ năng đều nằm trong trạng thái làm lạnh. Diệp Thu lập tức dùng thiêu đốt, sau đó đuổi theo Darius áp sát dùng công kích bình thường. Trong thoáng chốc, lượng máu của Darius tụt xuống với tốc độ chóng mặt, sắp hết sạch máu. Vẻ mặt đại lực tái như màu gan heo. Cậu ta biết, nếu tiếp tục đánh, mình sẽ thật sự bị giết chết, bị ăn mất mạng đầu tiên. Tuy bây giờ bỏ chạy rất mất mặt, nhưng nếu bị Diệp Thu giết chết, rõ ràng là càng mất mặt hơn. Vì vậy, cậu ta lập tức mở tốc biến, xoay người chấp nhoáng, chuẩn bị chạy về tháp phòng ngự của mình. Cậu ta định về nhà hồi ít máu trước rồi ra đánh tiếp với Diệp Thu. Nhưng, suy nghĩ này tuy tốt, nhưng tất cả đã quá muộn. Trường 379, nghiền ép vô tình, chiến công đầu tiếng phụ nữ quen thuộc của bản đồ chiến trường công lý vang lên chiến công đầu xuất hiện tuy nhiên lần này lại không phải do đại lực ăn được mạng đầu tiên chuyện ra đấu mà là diệp thu chém chết đại lực kiếm được chiến công đầu nhìn màn hình đen trắng trước mặt mình đại lực ngỡ ngàng đám người đứng xem xung quanh cũng ngỡ ngàng ai nấy đều trợn tròn mắt khá hốc mồm đại lực vậy mà lại bị giết sâu lâu Cậu ta vậy mà lại bị một người chơi nghiệp sư như Diệp Thu giết sâu lâu, còn là chiến công đầu nữa. Hơn nữa, điều quan trọng là, Diệp Thu còn dùng Garen, con tướng bị Darius khắc chế rất nhiều. Trong phút chốc, tất cả những người có mặt tại đây đều sướng sờ, con người chừng to như sắp lồi ra ngoài. Vì kết quả này, bọn họ dù nghĩ thế nào cũng đều không thể ngờ đến được, dù dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không ngờ được rằng kết quả sẽ là như thế này chuyện này thật sự quá hoang đường. Đội trưởng lãnh phong của chiến đội CNT nhíu mày. Cái gọi là người ngoài nghề chỉ xem để hóng hớt, người trong nghề thì hiểu rõ vấn đề. Anh ta cũng là một cao thủ, hơn nữa làm người đứng xem, tất nhiên có thể nhìn ra. Trong lúc đối chiến vừa rồi, thao tác của Diệp Thu vô cùng điêu luyện. Di chuyển linh hoạt tránh khỏi cú móc quan trọng của Darius. Trước tiên dùng kỹ năng quy, để kỹ năng quy làm lạnh tiếp theo dùng kỹ năng E đánh sát thương. Lại dùng kỹ năng V kép, giảm hiệu quả giảm tốc kỹ năng V kép của Darius, áp sát Darius, khiến kỹ năng Q của Darius không thể đánh chúng được. Sau đó thiêu đốt, áp sát tấn công thường gây sát thương. Khi Darius vội vàng bỏ chạy, dùng kỹ năng Q đã làm lạnh xong và tốc biến, xông lên kích sát. Không thể không nói, một loạt thao tác này được thực hiện vô cùng thuần thục. Nếu có một mắt xích xảy ra sai sót, vậy thì kết quả đều có thể xuất hiện sự chuyển biến sự nắm bắt tinh tế đến từng chi tiết làm lạnh kỹ năng và còn cả năng lực tính toán chuẩn xác sát, sát thương e là chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp mới có thể có được nghĩ đến đây lãnh phong híp mắt lại nhưng anh ta cũng không gấp gáp đưa ra kết luận vì chỉ dựa vào những thứ này vẫn không thể đưa ra kết luận về thực lực thật sự của diệp thu anh ta định quan sát thêm một lát chiến công đầu xuất hiện rồi còn định tiếp tục không Đương nhiên, nếu cậu thấy không phục, tôi cũng có thể ăn mười mạng của cậu." Diệp Thu nhìn Đại Lực, khóe môi nhếch lên nở nụ cười nhìn ngẫm. "Hừ, lại, tôi nhất định sẽ giết chết anh." Đại Lực nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không phục nói. Sau đó, cậu ta mua xong trang bị, điều khiển Darius trở về đường trên lần nữa, định tìm lại mặt mũi vừa bị mất ở ván vừa rồi. Tuy nhiên, từ giây phút cậu ta giao ra mạng đầu tiên, trận đấu solo này đã có kết quả rồi. Diệp Thu kết hợp khả năng di chuyển linh hoạt cùng sự nhuần nhuyễn về mặt kỹ năng, đánh cho Darius của đại lực không thể ngóc đầu lên được, bị giết theo đủ kiểu cách khác nhau. Không bao lâu sau, đại lực đã chết đủ 10 lần. Mà vào giây phút này, đại lực xứng sờ. Phải biết là, trước khi bắt đầu, cậu ta nói muốn ôn sót giết chết Diệp Thu, đánh người ta như bố đánh con, hung ác đánh chết Diệp Thu. Nhưng kết quả thì sao? Bị giết chết lại chính là cậu ta. Bị trà đạp dưới chân như con vẫn là cậu ta. Điều này khiến đại lực hoàn toàn không dám tin tưởng mọi chuyện là thật. Từ khi cậu ta chơi chuyên nghiệp đến nay, cậu ta chưa từng bị treo lên đánh như thế bao giờ. Hơn nữa, cảm giác lúc đối chiến với Diệp Thu. Cứ như năng lực của Diệp Thu hoàn toàn trên cơ cậu ta, thậm chí còn là trên cơ đến mấy cấp cơ. Khiến mỗi lần cậu ta muốn đánh trả đều có cảm giác bất lực sâu sắc. Ha ha ha, lão đại đỉnh của chóp. Âu Dương Hạo cười phá lên. Sau đó, anh ta liếc qua đại lực và đám người đứng xem xung quanh bằng ánh mắt hung dữ, cười lạnh rồi chế giễu nói, vừa rồi ai nói muốn giết chết lão đại của tôi ấy nhở? Vừa rồi ai nói Garen chắc chắn không thể đánh được Darius ấy nhỉ? Nào, 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 tiếp tục đứng ra kêu gào đi. Âu Dương Hạo vừa nói xong. Gương mặt của đại lực và đám người đứng xem lập tức đỏ bừng, chỉ muốn nhanh nhanh tìm cái lỗ để chui vào cho đỡ mất mặt. Bọn họ vừa chế nhạo Diệp Thu như thế. Nhưng kết quả thì sao? Bị chính lời nói của mình và mặt bôm bốp, đặc biệt là đại lực. Lúc trước, khi Diệp Thu nhắc nhở cậu ta, cậu ta còn rất khinh thường, nói Diệp Thu căn bản không xứng. Bây giờ lại là mặt cậu ta sắp bị đánh sưng rồi. Đây tuyệt đối là lần mất mặt nghiêm trọng nhất kể từ ngày cậu ta bắt đầu chơi liên minh huyền thoại đến nay xấu hổ đến không ngóc đầu lên nổi trong khoảnh khắc cả gian phòng im phăng phắc không có bất cứ ai dám hống hách diếu cợt nữa lãnh phong cau mày lên tiếng nói với đại lực được rồi đại lực cậu đã liên tiếp đánh bại hai người thể hiện rất tốt cậu đứng lên trước đi nghe xong đại lực như được đại xá vội vàng đứng sang bên cạnh còn ai muốn lên thử không lãnh phong quay lại nhìn ba thành viên còn lại trong chiến đội lên tiếng hỏi "Để tôi, tôi vẫn không tin, một tên rác rưởi nghiệp sư mà thôi, sao có thể là đối thủ của đại cao thủ chuyên nghiệp được chứ? Hôm nay tôi phải đánh chết anh ta." Một đội viên khác trong đội đứng ra, khinh bỉ liếc nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh miệt nói: "Cố lên." Lãnh Phong vỗ vai cậu ta. "Yên tâm đi đội trưởng, tôi chắc chắn sẽ dùng ưu thế nghiền ép tuyệt đối để giết chết anh ta, lấy lại mặt mũi cho chiến đội của chúng ta." Cậu đội viên kia gật đầu sau đó vô cùng tự tin ngồi xuống trước máy tính, nhìn Diệp Thu nói, What con, tiếp theo tôi sẽ cho anh biết, cái gì mới là kỹ thuật chân chính. 15 phút sau, cậu đội viên này to mồm mắng chửi rời khỏi game. Vì cậu ta đã bị Diệp Thu giết tròn 10 lần. Hoàn toàn là bị treo lên đánh, chết thảm đến thế nào thì không cần bàn nữa. Dù ra mặt cậu ta có dày hơn cũng không có mặt mũi để đánh tiếp nữa, chỉ có thể nhận thua đầu hàng. Tiếp sau đó, hai thành viên còn lại của chiến đội cnt cũng xông lên sâu lâu với diệp thu nhưng kết quả đều không có ngoại lệ bọn họ tự tin hừng hực khí thế ngồi xuống trước máy tính không bao lâu sau đều xị mặt đứng lên đi ra hơn nữa sau khi bọn họ đánh với diệp thu xong biểu cảm trên mặt đều khó coi hơn cả vừa nuốt phải rùi bỏ diệp thu suýt nữa đánh bọn họ phát khóc tại chỗ thậm chí còn mất niềm tin vào cái game này và đến bây giờ Tính cả đại lực vừa bắt đầu đã thua Diệp Thu, chiến đội CNT đã có 4 thành viên bại dưới tay Diệp Thu, hơn nữa, đều là thảm bại với chiến tích không kêu 10 đét. Lúc này, chỉ còn lại đội trưởng Lãnh Phong vẫn chưa đấu với Diệp Thu. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Lãnh Phong, thản nhiên nói, cậu còn muốn đánh với tôi không? Nếu không đánh, có thể bắt đầu xin lỗi rồi. Nghe Diệp Thu nói vậy, nét mặt Lãnh Phong lập tức xa sầm. Tuy vừa rồi Diệp Thu một xiên bốn, liên tiếp giết chết bốn người đại lực. Chứng minh Diệp Thu thật sự có năng lực thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp. Nhưng điều này không có nghĩa là anh ta sẽ sợ Diệp Thu. Phải biết rằng, anh ta chính là cao thủ cấp cao nằm trong top 30 trong nước, mạnh hơn rất nhiều so với đại cao thủ mạnh nhất bình thường. Vì vậy, nếu chỉ có thế đã muốn anh ta nhận thua là chuyện không thể nào xảy ra. Ha ha, oát con, đừng bảo anh tưởng mình thắng chắc rồi nhé. Lãnh Phong cười khinh miệt, lạnh lùng nói chẳng lẽ không phải sao? Diệp Thu cũng bình tĩnh đáp lại. Đương nhiên không phải, tôi thừa nhận anh đúng là có chút bản lĩnh, nhưng so với tôi thì anh còn kém xa lắm. Trong mắt lãnh phong lóe lên ánh sáng lạnh, nét mặt đầy khinh thường nói. chương 380 Đội trưởng chắc chắn phải đánh nó thật ác vào, phải cho nó biết, cái gì mới gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính. Đám đội viên đứng bên cạnh liến thoáng lên tiếng cổ vũ hãy tìm đọc trang chính ở cộng cộng TGCMTGUUN. Việt Nam cộng cộng. Còn đám fan mất não của chiến đội CNT cũng ồn ào cổ vũ nói, đội trưởng phong cố lên, cho cái tên nhà quê kia biết sự lợi hại của chiến đội CNT chúng ta đi. Một đứa chơi nghiệp dư ở khu vực mà thôi, tôi cá 100 tệ, đội trưởng phong nhất định có thể mổ anh ta như mổ lợn. Tất nhiên rồi, bằng thực lực của đội trưởng phong, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng nghiền ép anh ta, đội trưởng phong cố lên trong những tiếng cổ vũ và hoan hô này. Lãnh phòng đăng nhập vào tài khoản của mình, tiến vào phòng thiết kế riêng, sau đó nhìn Diệp Thu, vô cùng tự tin nói, nhóc con, chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo đây, tôi sẽ cho cậu biết, cái gì là kỹ thuật thật sự và nghiền ép vô tình. Ồ, nếu thế thì dùng chiến công đầu để quyết định thắng bại được chứ? Tôi cũng không có nhiều thời gian để chơi tiếp cùng cậu đâu. Diệp Thu nhếch khóe môi, nở nụ cười nghiền ngẫm, thản nhiên nói. Được thôi, đến lúc đó, cậu đừng khóc chảy tùm lum tà la không chịu nhận cược là được. Lãnh Phong khinh miệt nói. Diệp Thu lắc đầu cười, không nói gì nữa. Rất nhanh, trò chơi bắt đầu đến phần chọn nhân vật. Lãnh Phong không chút do so dự bấm chọn Z. Mọi người xung quanh thấy thế lập tức sửng sốt. Má mi ơi, không ngờ đội trưởng Phong lại chọn chúa tể bóng tối Z. Đây là con tướng làm nên tên tuổi của anh ta đấy. Ghê vãi nồi, Xem ra đội trưởng Phong muốn chơi nghiêm túc đấy, lần này tên kia chết chắc rồi. Dường như tôi đã thấy được viễn cảnh tên đó bị giết đến khóc nhè rồi đấy. Trong phút chốc, tất cả mọi người ồn ào thảo luận. Hiển nhiên, bọn họ đều rất kinh ngạc khi Lãnh Phong chọn Z. Phải biết là năm đó, Lãnh Phong đã dựa vào Z để đánh thẳng vào top 30 trong nước đấy. Sau đó còn dùng Z để dẫn dắt chiến đội CNT trở thành chiến đội đứng đầu ở thành phố Giang Châu, chấn động giới eSports. Hiện tại, bọn họ thấy Lãnh Phong lần nữa lấy Z ra. Lập tức biết, trận quyết chiến cuối cùng này, Lãnh Phong gần như nắm chắc chiến thắng trong tay rồi. Tuy nhiên, đối mặt với tình huống này, biểu cảm trên gương mặt Diệp Thu lại chẳng thay đổi gì mấy, anh cũng dứt khoát chọn Fizz. Mọi người thấy thế lập tức ngỡ ngàng lần hai sau đó đều không nhịn được mà chế nhạo, há há, chọn Fisker, tên này vậy mà lại dám chọn Fisker. Phải biết rằng, đối với Z, Fis chẳng khác nào con cá nằm trên thất cả, hơn nữa, con Z này còn do đội trưởng Phong điều khiển nữa chứ, thế chẳng phải sẽ đập cho Fis của tên này nát bươm à. Đừng bảo tên này nghĩ là lần nào mình cũng có thể dùng yếu thắng mạnh nhé. Anh ta tưởng mình là ai chứ, lúc trước chọn Garen để đánh với Darius cũng không nói làm gì, nhưng lần này, anh ta phải đấu với tướng thành danh của đội trưởng Phong đấy, tôi cá 100 tệ, tên này thua chắc. Nghe những lời diễu cợt này, Lãnh Phong cũng nở nụ cười chào phúng, anh ta nhìn Diệp Thu, vẻ mặt coi thường nói, cậu quá ngạo mạn rồi đấy, dám chọn Phis để đánh với Z của tôi, lát nữa tôi sẽ cho cậu biết, cái gì gọi là tàn nhẫn, cậu thua chắc rồi. Thế sao, thế thì tôi cũng mỏi mắt mong chờ. Diệp Thu lộ ra biểu cảm sâu xa nói, trò chơi bắt đầu hai bên đối đầu nhau ở đường giữa. Do hai người đều là sát thủ, hơn nữa đều có kỹ năng dịch chuyển bảo mệnh. Sau khi xông lên, hai bên gần như đều lấy mục tiêu hàng đầu là tiêu diệt sạch sẽ lính. Vì kỹ năng chính của cả hai con tướng này đều là kỹ năng R cấp 6, cũng chính là Octi. Đến lúc đó mới là lúc thật sự phân thắng bại. Vì vậy, tiếp theo đó cả hai bèn bắt đầu điên cuồng đẩy đường thăng cấp. Trong thời gian đó cũng từng có lúc giao chiến với nhau, nhưng không ai giết được ai cả. Cứ thế, tới tận khi cả hai đều lên cấp 6. Tất cả mọi người trong ngoài phòng đều nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình của hai người. Vì bọn họ biết, thời khắc phân thắng bại đã đến rồi. Cả hai về nhà bổ sung trang bị và lượng máu, rồi lại quay lại đường trên. Lãnh Phong khinh thường liếc mắt nhìn phích của Diệp Thu, cười khẩy nói, "Bây giờ, chính là giờ chết của cậu, chuẩn bị xin lỗi đi, đồ ăn hại." Vừa dứt lời, Lãnh Phong lập tức tấn công Diệp Thu. Đầu tiên, anh ta dùng kỹ năng v kép phân thân bóng tối, kết hợp với phi tiêu của kỹ năng quy, thành công tiêu hao một phần tư lượng máu của Diệp Thu. Tiếp theo đó, anh ta di chuyển ra phía sau, đợi kỹ năng làm lạnh. Thấy kỹ năng v kép và quy đã làm lạnh xong. Lãnh Phong điều khiển Z tiếp tục xông lên. Nhưng, anh không dùng chiêu cuối luôn. Vì kỹ năng E của Fizz có thể dịch chuyển và miễn dịch toàn bộ sát thương nếu anh ta dùng chiêu cuối, rất có thể tất cả sát thương của anh ta sẽ bị Diệp Thu dùng kỹ năng e tránh được hết mất. Thế thì thứ đợi anh ta chỉ còn lại bị giết ngược thôi. Vì vậy anh ta dùng kỹ năng V-kép phân thân bóng tối trước, giả vờ định dùng chiêu cuối, hòng lừa Diệp Thu dùng kỹ năng e của Phí. Đúng như dự đoán, Diệp Thu vậy mà lại tung chiêu e ra thật. Thấy vậy, khóe môi lãnh phong nhếch lên một độ cong đầy khinh bỉ, thầm chửi Diệp Thu ngu ngốc. Sau đó. Anh ta lập tức dùng thiêu đốt lên fix của đối phương, sau đó kích hoạt chiêu cuối. Chiêu cuối của Z là để lại dấu ấn lên người mục tiêu. 3 giây sau, dấu ấn kích phát, tạo thành sát thương cho mục tiêu. Mà trong 3 giây này, nếu tấn công mục tiêu, dù là đòn tấn công bình thường hay là tấn công bằng kỹ năng thì đều có thể tăng sát thương của dấu ấn. Vì vậy sau khi lãnh phong tung ra chiêu cuối, anh ta lập tức đồng thời dùng kỹ năng E và kỹ năng Q để tấn công fix của Diệp Thu sau đó lập tức dùng tấn công thường. Một loạt combo này thực hiện vô cùng nhuyền nhuyễn. Sau khi tung một loạt combo này ra, lượng máu fist của Diệp Thu lập tức giảm hơn một nửa. Nếu như thế, một khi dấu ấn chiêu cuối của Z được kích phát, vậy thì fist sẽ chết chắc. Gương mặt lãnh phong lộ ra nụ cười nắm chắc chiến thắng. Sau đó, anh ta dứt khoát dừng tấn công, đứng sang bên cạnh, yên lặng chờ dấu ấn được kích hoạt vì anh ta đã tính toán qua sát thương chỉ cần dấu ấn được kích hoạt, Fitz đã không còn kỹ năng e chắc chắn sẽ chết lần này anh ta thắng chắc rồi nghĩ đến đây khóe môi lãnh phong nhếch lên nở nụ cười đắc chí rất tự tin bỏ hai tay khỏi bàn phím chuẩn bị mở miệng chế giễu Diệp Thu tuy nhiên đúng vào lúc này tiếng tinh vang lên ngay sau đó Fitz của Diệp Thu vậy mà lại biến đổi sang màu vàng kim bước vào trạng thái vô địch dấu ấn chiêu cuối của Z cũng có hiệu quả vào đúng lúc này. Đây vốn nên là chiêu tất sát, nhưng lại không thể tạo thành bất cứ sát thương gì đối với Fizz đã vào trạng thái đối địch. Trông thấy cảnh này, lãnh phong lập tức sướng sờ. Kim thân, không đúng, là đồng hồ thời gian. Sau đó anh ta vội vàng nhìn ô trang bị của Diệp Thu, vẻ mặt lập tức khó coi. Anh ta thấy bên trong ô trang bị của Diệp Thu có một chiếc đồng hồ thời gian vỡ nát đã qua sử dụng đang nằm yên tĩnh bên trong, cũng chính chiếc đồng hồ thời gian này đã giúp Diệp Thu tiến vào trạng thái kim thân vô địch quan trọng nhất, tránh được toàn bộ sát thương từ chiêu cuối của anh ta. Khiến Lãnh Phong chỉ muốn chửi má nó tại chỗ. Anh ta nhìn tính vạn tính, cái gì cũng đều tính cả. Nhưng anh ta thật sự không ngờ đến. Vậy là lúc trước, khi về nhà, Diệp Thu không mua trang bị tăng thêm sát thương trước mà lại tiêu 650 đồng vàng để mua một chiếc đồng hồ thời gian chỉ có thể sử dụng một lần sau. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta. Cậu biểu diễn xong rồi đúng không? Vậy giờ, hẳn đến lượt tôi biểu diễn nhỉ?" Diệp Thu nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lãnh Phong, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười đáng suy ngẫm. Vừa dứt lời, anh lập tức điều khiển phis, bắt đầu phản công. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 380.